Rồi, hello mọi người. Mình Đạt DN ấy, mình sinh năm 83. Thì vòng trong này có nhiều anh chị lớn hơn tuổi hơn thì khi mình trong quá trình mình sharing thì mình cùng xin được gọi là mình nhé. Để cho nó dễ. Ở gì thì gặp mặt tạ tôi sau. Rồi, để là anh chị còn là những người bệnh, nhưng mà học cái này thì đúng hai từ mà mình muốn chia sẻ mọi người là gì? Phải kiên trì. Không kiên trì là mình có nhiều người học được rất là nhiều nhưng mà cuối cùng lại sợ và bỏ thi thì rất là phí. Này, mình sẽ đặt share slide. À, mọi người thấy slide mình chưa nhỉ? Ok, rồi cảm ơn mọi người. Mọi người mới học lesson 1 đó, nhân support thì hôm nay mình sẽ qua cái bài số 2. Bài số 2 thì khá là nặng. Mình sẽ có đi phần lớn về hôm nay mình sẽ đi 4 topic. Hai buổi thì buổi sáng mình sẽ đi topic A, topic B, C và D thì dành cho buổi chiều. Và ngày hôm nay á, thì cái topic bốn cái topic của mình á, chiếm hầu hết là gần đâu đó 60% của 50% project. Chút nữa mình sẽ nói cho mọi người cái cơ cấu của năm 2022 này nó khác một chút, 2024 nó khác một chút. Tại sao cái phần của mình khá là nặng? Và khi mình đọc qua cái slide của CDC thì mình cảm thấy thứ nhất là cái phần mình nó khá là lý thuyết. Đó. Bởi vì nó tập trung vào process. Nên là mong muốn rằng là có những phần mình sẽ đi nhanh. Thì các bạn có thể đọc thêm ở trong file PMBOK. Và cũng may mắn rằng là có một số phần nó lặp đi lặp lại. Ở những cái tool nó lặp đi lặp lại, những cái technique nó lặp đi lặp lại thì lần đầu tiên mình sẽ trình bày kỹ hơn, còn lần thứ hai thì mình sẽ trình bày qua thôi. Sáng nay mình sẽ học cái này. Đây là cái phần mà mình sẽ trình bày từ 2A đến 2D. Thì các bạn sẽ thấy đó, nó sẽ liên quan tới những phần mà khá là quen thuộc trong cái career path PM của mình. Đầu tiên là cái phần scope, đúng không? Rồi cái phần mà schedule, đấy, phần cost, đấy, những phần này ba cái phần mà nó khá là quan trọng trong cái nghề PM của mọi người của các bạn. Rồi, object cái mục tiêu của hôm nay đấy thì mình cần mục tiêu sau khi buổi học hôm nay ấy, thì mình sẽ mong muốn được các bạn biết được rằng là cách mà mình định danh một cái project thì về mức complexity, các loại project, rồi các cái phương thức, các method mà để mình lựa chọn project. Thứ hai là mình plan và manage được cái scope, project scope. Thứ ba là mình manage được cái budget, cost và resource trong cái dự án của mình. Tiếp nữa là mình có thể plan, chuẩn bị và tất cả các activity mà liên quan tới schedule. Ngoài ra thì mình có một phần liên quan tới phần quality của product và project. Rồi những cái integration giữa trong cái project plan. Rồi một những cái phần mà phần sau á, phần plan về manage về procurement gọi là establish the project, governance structure và plan manage project, phase close thì tuần mình sẽ dành cho tuần sau. Hôm nay mình chủ yếu focus vào năm cái phần đầu tiên. Topic A, topic mình sẽ nói về cái cách mà mình lựa chọn project, các cái phương thức, các cái loại project trong cái phần mềm cũng như là các cái ngành khác.
Enabler thì hôm nay mình sẽ tìm cách mình sẽ cùng trao đổi về việc mà mình access một cái project, đánh giá một project về dựa vào cái complexity và cái mức cái level của project, rồi cái recommend dựa cái cách mà project sẽ chạy dựa vào những cái tính chất của project, rồi recommend cái những cái approach dựa vào cái context của cái requirement mà khách hàng yêu cầu. Mình sẽ đi qua một chút về Agile để nói về những cái iterative và incremental. Mình sẽ có một số cái tool khá là đặc biệt. Thì những cái phần này mình sẽ nói kỹ hơn. Và phần lớn thì nó sẽ lặp lại ở phần sau. Những cái phần như là expert judgment, rồi meeting. Trong meeting này có nhiều cái type của meeting. Mỗi cái meeting nó sẽ có một cái ý nghĩa khác nhau. Trong quá trình mình nói thì các bạn mình trình bày thì các bạn có thể raise hand để mà phát biểu ý kiến bình thường nha. Rồi. Cái project định nghĩa project, cái này chắc là mọi người cũng cũng gặp nhiều rồi đúng không? Project là một cái nỗ lực tạm thời để mà tạo ra một cái unit, unit product hoặc là service hoặc là resource. Tạm thời đây nó có bốn cái, có ba cái mà mọi người cần chú ý. Thứ nhất là nó là nỗ lực tạm thời, và thứ hai là nó tạo ra một cái unit hoặc là product. Thứ ba là hoặc là product hoặc là service hoặc là resource. Product là cái sản phẩm application này mọi người thường nhiều nhất đúng không? Service thì mọi người biết rồi. Đó. Ví dụ như là một cái nỗ lực làm cái gì đó. Còn resource thì kết quả, ví dụ như chứng minh một cái gì đó. Là ba phần, đó là một cái nỗ lực tạm thời. Rồi, đây là project thì nó có những cái đặc tính như thế này. Thứ nhất là nó là một cái unit purpose, thì có nghĩa rằng là nó tạo ra một cái product hay là service hay là resource tạm thời, unit là temporary, tạm thời, và được được đánh giá thường xuyên. Thường thường mấy cái này thì nó cũng không không nằm trong cái đề thi đâu, chỉ cho mình cái khái niệm ban đầu về project để mà mình từ cái bay đó mình đi lên thôi. Rồi. Ở đây thì họ có thì mình nói thêm tại sao là tạm thời. Tạm thời thì mọi người biết rồi, project thì có ngày ban đầu, ngày start và ngày end, thì nó là gọi là cái tạm thời. Rồi, khi nào project chấm dứt, bị kết thúc, thì nó ở hai có hai lý do đúng không? Nó là terminate thì do một cái vấn đề gì đó nó broken, làm cho project bị broken và cái objective của cái project nó không không cần phải đạt được được nữa. Thì nó có thể là ví dụ như là khách hàng có thể dừng dự án, hoặc là cái mục tiêu của dự án nó không phù hợp với cái chiến lược của khách hàng này chẳng hạn, thì lúc đó là phải sẽ terminate. Và stop, stop thì nó có thể nhiều cái đúng không? Stop thì có thể do budget nó hết hay là một cái vấn đề gì đó. Rồi, project thì authorize bởi bởi những cái nhu cầu đúng không? Nhu cầu về marketing, về cả nhu cầu xã hội, về các requirement của chính phủ đấy. Ngoài ra những cái external, ví dụ như là những cái business need của khách hàng đấy, rồi hoặc là customer request. Hầu hết thì ở dự án AppShop đều là từ customer request đúng không? Sau đó mình dùng business case, dùng case study để mình mô tả cái business mà khách hàng request. Rồi những environment consideration. Trong đề thi PMP thì nó cũng không hỏi cái này đâu. Đấy. Rồi.
project project làm object đúng không? Còn cái việc mà project management là cái cách mà mình apply tất cả những cái gì mình có về từ kiến thức đúng không? Về knowledge, về skill, về các tool và technique để mà mình thực hiện các cái activity trong cái dự án đó, làm sao cho để đạt được cái project requirement, cái project objective. Mấy cái này khá đơn giản ấy. Tin chắc là các bạn có thể đọc qua lý thuyết cái là các bạn có thể hiểu được rồi. Đấy. Thì có cái application of knowledge skill tool technique, hoặc là ứng dụng tất cả những cái này để mà vào các cái dự án activity của dự án để làm sao cho dự án đó có thể đạt được các cái project requirement, hay còn gọi là các project objective. Rồi, project management huh? Có ra project mình manage nó, mình quản lý nó, đưa ra để làm sao nó đạt được những cái objective, những cái requirement của khách hàng. Thì nó có những thuận lợi. Thứ nhất là nếu như mà mình không quản lý thì để dự án sẽ không không làm gì đúng không? Không đưa ra được cái lợi nhuận, thì lợi nhuận cái của nó sẽ better control hơn cái về lợi về financial, về physical và human resource. Đó. Thì trong sau này một số khái niệm các bạn sẽ thấy rằng là project resource thì nó sẽ bao gồm cả physical và cả human. Improve được cái customer relation. Đó. Nếu như mà manage project tốt thì sau này công ty có thể thêm được những dự án từ khách hàng đó. Nó sẽ làm cho shorten development time, làm cho cái thời gian triển khai dự án, thời gian mà đạt được cái objective của dự án nó sẽ ngắn hơn. Đó. Mình sẽ quản lý cost tốt hơn, để thì sẽ tạo ra cái chi phí nó sẽ nhỏ hơn, nhưng mà lợi nhuận đưa lại là cao hơn. Mình improve được cái productivity ở trong cái dự án nếu như mà mình manage tốt. Tạo ra các cái điều kiện thuận lợi, điều kiện nội bộ nó tốt hơn. Có nghĩa là ở đây là ví dụ như là từ cái dự án mình có thể tạo ra những cái giá trị mà nội bộ trong dự án. Ví dụ như là được đánh giá cao hơn, dự án được đưa case study hoặc là whatever những cái gì mà từ bản thân dự án nó mang lại. Tiếp nữa là higher quality. Mình quản lý dự án tốt thì chất lượng sản phẩm sẽ tốt và tăng được cái reliability. Cái phần đây format của cái đề thi 2021 đó, thì nó sẽ có như thế này. Nó focus vào ba cái kiến thức đó, thì nó trình bày sẽ trình bày theo như cái này. Thứ nhất là ba thứ nhất là domain, là tất cả những gì về về high level về knowledge area. Nó sẽ nằm trong cái nếu như các bạn đọc thì đọc phần này ở trong trong phần inbox 6 đó, sẽ tốt hơn. Task là những cái gì mà những cái mà liên quan những trách nhiệm mà ông project manager với tất cả stakeholder trong dự án cần phải làm, và enable là minh họa một cái ví dụ, enable là minh họa những cái ví dụ mà để kết hợp với những task phía trên này đó. Từ đây là mình sẽ thấy được rõ ràng hơn là cái task này và cái task này làm cái gì. Thì đây năm 2020 á, thì họ sẽ focus như thế này. Họ chủ yếu focus vào process rất là nhiều thôi. Hầu như là 80-90% là nằm ở đây. Đó. Còn đến qua đến 2021 á, khi mà thay đổi một chút á, thì đặc biệt là năm 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 này thì phần process này họ sẽ chỉ chiếm 50% thôi. Process này các bạn sẽ nằm chủ yếu là những cái 10 cái knowledge area của mình. Đó. Ngoài ra họ đến họ làm rất cao cái phần con người này, bởi vì ngày càng agile hóa lên. Cái trend, cái xu hướng là càng agile, mà agile là nó đề cao cái tính iteration, tính collaboration, nên cái phần people này khá là nhiều, họ tăng lên khá là nhiều. Phần business environment, về những cái gì mà ông PM cần phải influence ở trong cái tổ chức, phải hiểu biết được cái business của tổ chức, văn hóa tổ chức, thì nó tầm đâu 8%. Thì phần 50% này á, nó bao gồm 10 cái
Nói nhưng mà cái kết quả hôm nay á, cái phần hôm nay á, bốn cái phần hôm nay nó chiếm đâu đó 60% của cái phần này rồi. Nên là mọi người chú ý ha. 60% của 50% này thì câu hỏi cũng khá là nhiều. Đúng. Đây là phần mà hôm nay mình sẽ trình bày cho đề 10 cái phần Canonic. Phần trình bày thì mình chủ yếu là ngay cái phần ở dưới này. Nó top này, các bạn thấy đó. Khá là nhiều. Đấy. Thì 10 Canonic thì mình hôm trước mình có nói với các bạn đúng không? Mình chỉ cần các bạn học thuộc cái phần 40, 49 cái process này. Và nó cải bản như thế này. Cải bản như thế này là được cái con số mà mình nói là ấy 766 436 3734 là mỗi cái như thế này nó có một cái con số. Ví dụ như là 766 đây là 7 process, 6 process, 6 process. Các bạn nhớ như vậy tính cho dễ. Còn cái trường hợp như thế này đó, thì từ trên xuống dưới thì các bạn dễ rồi đúng không? Khá là dễ tùy theo cái mức độ họ sắp xếp theo cái mức độ quan trọng. Đó, và mức độ cái streamline của cái project. Tại sao mình nói các bạn phải học thuộc cái này, bởi vì trong cái đề thi của cái PMP á, thì khi mà họ nói ra một cái context, một cái hoàn cảnh á, thì các bạn phải biết được là cái NPM đó hoặc là cái người đó, cái stakeholder đó, đó đang nằm ở trong cái process nào, ở trong là plan scope hay là nằm trong schedule. Thì ứng với những cái như vậy thì các bạn có cái suy luận nó đúng hơn. Và nếu như mà trường hợp mà các bạn không nhận định được là ông đó đang làm ở trong cái process nào á, thì rất là khó để mà các bạn suy luận ra cái suy luận ra để chọn được đáp án. Trong này cũng có một số cái process nó ý nghĩa nó tương tự nhau, cái tool và technique á, thì nó hoàn toàn giống nhau luôn, nhưng mà khi đi như mục đích nó sẽ khác nhau, bởi vì nó đi theo cái streamline á. Các bạn xác định được ông đó nằm ở trong scope thì các bạn đã suy nghĩ theo hướng scope, các bạn xác định được là ông đó nằm ở trong cái cost thì sẽ suy nghĩ theo hướng là cost. Rồi, review lại cái project ha. Project thì đó là một nỗ lực tạm thời. Có end date, start date, end date tạo ra một cái unit product, service hoặc resource, project manager, management thì dùng để manage cái dự án. Và còn ông project manager là người mà được assign trong project charter đúng không? Từ đây nhân có nói về project charter. Project charter là mục đích một trong những cái mục đích lớn nhất của project charter đó là authorize cái ông PM cho cái dự án đó. Đây. Nó sẽ liên quan mình sẽ nói một chút trên cái project thì nó có program chắc là mọi người cũng có nghe qua rồi đó. Một program thì nó sẽ group những cái project nó liên quan nhau. Một program như thế này thì nó ngoài ra có project, ngoài ra có những cái sub project. Thì mục đích của những cái mục đích của tạo ra program thì họ sẽ mục đích để tạo ra những để giảm grid, rồi họ tăng cái scale cái economic, rồi họ tận dụng những cái liên quan giữa các project này để leverage những về resource, về code, về tất tần tật những cái gì mà cảm thấy rằng là nó phục vụ cho mục đích của tổ chức. Vậy là ông để mà manage một program thì cần một ông program management manager đó, ông sẽ coordinate và manage các activity trong cái program. Đây là một ví dụ, có thể thấy ví dụ đấy, program xây dựng một cái nhà ga đi đó, một cái hệ thống tàu điện đi, thì nó sẽ có những cái dự án ví dụ như là xây dựng đường ray đúng không, rồi dự án xây dựng tàu mua tàu đúng không, xây dựng nhà ga đúng không, rồi xây dựng bãi đỗ xe đúng không đó. Rồi tương tự như là một cái dự án về xây dựng tòa nhà đi,
ví dụ như Apricom Admin đi, cũng là một program đúng không, xây dựng hệ thống nước này, cũng là một dự án xây dựng hệ thống điện này, hay là mình xây dựng hệ thống bãi giữ xe này, cũng là một cái dự án. Đấy, tất cả dự án đó thì nó liên kết với nhau, nó có liên quan với nhau. Trong trong bu thì thường thường là ông mọi người thấy ông DM đúng không? Ông DM của một cái ông AM đi. DM hoặc là AM, DM của một khách hàng á, một khách hàng có nhiều dự án á, thì ông đó là program đúng không? Đó, đóng vai trò như program. Còn ông Buller không phải nha. Ông Buller Buller mình sẽ nói sau. Đó. Thì program management thì nó cũng tương tự như là project management thôi. Phải dùng các cái ứng dụng những cái kiến thức, apply những kiến thức và những cái skill và tool technique để mà quản lý cái program, thực hiện các cái activity trong program đó để mà đạt được cái program requirement. Rồi, thứ hai này là obtain được cái benefit và những cái control mà nó ông project manager không làm được. Trong cái manager project không làm được, ví dụ như là khi project manager là chỉ liên quan tới project thôi. Đó. Nhưng mà để mà việc mà liên quan tới nhiều project với nhau á, những cái gì mà liên quan tới cooperation về project với nhau á, thì ông thì sẽ nằm trong scope của program management. Thứ tư thì để mà manage program thì có ông program manager. Ông này đây, nhiệm vụ là cung cấp này leadership và direction cho các cái project manager để thực hiện những cái project đó align với cái requirement của program. Ông focus vào benefit, chủ yếu là benefit, còn ông manager thì focus vào các cái tất cả các cái scope của tất cả cái objective mà dự án cần có. Và để giảm risk, chủ yếu là giảm risk, thì ông sẽ leverage những cái yếu tố của tất cả các dự án với nhau để mà giảm risk. Rồi, portfolio. Đấy, portfolio thì nó là cao hơn program nữa. Cao hơn program một chút. Thì nó sẽ bao gồm những cái program liên quan, rồi nó có những cái project độc lập. Đó. Và đặc biệt nữa, nó khác với hai thằng kia là một chút là có cái operation work. Đấy, mọi người chú ý nhất là khi mà trong đề thi á, gọi là bảo ông đó đang làm ABC gì đó, nó làm những cái gì mình nhận định rằng là nó có operation work, thì mình phải concern tới việc là ông đó là một portfolio manager chứ không phải là program hay là project. Thì portfolio ở đây họ có sub, có project, rồi có program, rồi có cả operation nữa. Trong program này thì nó là giống như program lúc trước, thì nó có các sub program rồi các cái project. Đặc biệt nhất là khác biệt của portfolio so với project và program đó là operation. Ở bên dự án thì ông portfolio tương ứng với ông nào đạt? À, tương ứng với ông Buller đấy. Ông Buller hả? Được rồi. Tương ứng với ông Buller hoặc là những Em. ông mà ông dạng AM một line ở bên bên OB ấy. Rồi đấy, đặc tính của cái portfolio thì nó hết, nó cũng có tất cả những cái chức năng của thằng program. Mà nó chủ yếu nhất đó là help về 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 để archive được cái strategy của từng business goal của organization. Thì khi mà những ông mà portfolio làm portfolio là những ông to hết, ông phải có cái view, cái vision của organization, thì không phải là cái view của program hay là view của project nữa. Thì reduce risk thì cũng bằng cách là mình leverage tất cả các cái nguồn lực ở trong cái tất cả các program và các cái project với nhau. Phải optimize use resource đó. Và include operation. Chút nữa mình sẽ nói cái operation là cái gì. Và thứ nhất là nó, và ông khác chút là nó không cần thiết phải trực tiếp liên quan tới giữa các project là không cần liên quan nhau. Đó. Có thể là ở ông portfolio ông làm ở khách hàng này, thị trường này,
nhưng mà có một số dự án khác là làm ở khách hàng khác, thị trường khác, domain hoàn toàn khác khác luôn, có thể hai cái đó không hề tận dụng được với nhau luôn đó. Nhưng mà nằm trong portfolio của ông là, ví dụ như là ông phát triển tăng cái gì đó lên bao nhiêu phần trăm, nhưng mà nằm trong cái KPI của ông á. Rồi, cũng tương tự, ví dụ như là xây dựng villa đúng không? Villa thì các dự án, cái portfolio là xây dựng người này. Thì mình có các dự án, các program nhỏ, bể bơi hay là các xung quanh, rồi là khu phức hợp ăn chơi, rồi khu giải trí chẳng hạn. Đấy. Rồi operation là gì? Operation là những cái hoạt động mà mình ví dụ phục vụ trong này này, quán cà phê phục vụ hàng ngày này, rồi lịch người như thế nào này, lịch người xả nước như thế nào này, những cái hoạt động mà nó lặp đi lặp lại ấy, thì gọi là operation. Thì trong trong ví dụ như ông Buller đúng không? Buller làm operation là về là những cái mà nó, những cái hoạt động mà nó không liên quan tới việc building lên cái thằng product. À, đây là cái này thì họ cũng không phải nhỉ, nhưng mà mọi người học qua để biết sau này mình có thể, nếu như mà nâng cao lên thi những cái chứng chỉ về program hoặc là portfolio. Program nó vẫn có một chứng chỉ nha mọi người, gọi là PGNP, thì nó là chứng chỉ khó nhất trong cái series chứng chỉ của PN. Sau đó tới thằng PMP, sau đó tới thằng portfolio. Tiếp nữa hắn có một cái đánh giá thôi, đánh giá chung thôi, chứ không phải là đánh giá mà theo kiểu mọi người cùng cùng đánh giá, không phải là nhận định từ PMP. Đó, thằng program chứng chỉ program rất là khó nhất, xong tới PMP, xong tới portfolio, xong tới chứng chỉ về chứng chỉ của thằng của BA ấy. Đấy. Này, ông làm trong portfolio thì ông cần nhất đó là cái vision. Vision về mức organization. Đấy. Ông phải nhìn thấy được cái strategy và objective của organization. Đó. Còn chỉ phần cái ông program và ông project thì nó nằm ở dưới này rồi. OPM, Organizational Project Management. Này thì nó to đúng không? Nó khác với PMO nha. Mọi người thấy ba cái chữ cái này giống nhau nhưng nó khác với PMO nha. OPM thì nó bức organizational. Thì nó là cái bộ phận thôi, một cái framework để mà giúp cho mình support các cái dự án. Nó phù hợp, nó phải tức là align và consistent với cái strategy của organization của tổ chức. Thứ hai là nó giúp nó support nó produce những cái better performance, những cái result và những tạo ra những cái competitive advantage. Từ đây là các dự án, các program có thể tham khảo để mà mình align được với, nhìn vào để align với cái mục tiêu của tổ chức, strategy của tổ chức. Này, đây cái này thì mọi người nhìn thấy khá là rõ đúng không? Khác nhau cái gì đây? Project này, program này, portfolio này. Đó. Thì OPM ở đây nó sẽ guideline, nó sẽ guide này, guide hoặc driver. Đó. Tùy theo cái mô hình dự án này như thế nào, mô hình program như thế nào thì nó sẽ là guide hay là drive. Còn nó đưa vào này, đưa vào trong cái thằng này, đưa vào portfolio là nó provide cái direction luôn on how. Đó. À, đây là PMO này. PMO là một cái tổ chức. Mọi người chú ý cái này là một framework nha. OPM là một framework này. Đó. Framework là tức là cái gì đó mà hướng dẫn, là cái nền đúng không? Để hướng dẫn tất cả những cái này. Còn cái PMO là một cái bộ phận trong cái tổ chức. Đấy. Nó được chuẩn hóa, được cấu tạo chuẩn hóa để mà có thể là hoặc nó được nó là một management structure.
có nghĩa là một bộ phận đó, mà được chuẩn hóa và các cái dự án liên quan về các cái process và các cái facility để sharing resource, rồi các cái phương thức, các cái tool và technique để manage cái dự án. Đúng. Manage các dự án ở trong cái program hoặc là trong portfolio. Đây, mọi người chú ý facilitator và sharing. Đó. Là một cái bộ phận này, là bộ phận khác nhau. Rồi, PMO thì PMO có thể làm gì? PMO đây là các loại PMO này. PMO thì có thể có ba loại đúng không? Đó. Và thứ nhất là PMO chỉ support thôi. Thì họ sẽ đưa ra những cái policy, những cái methodology, template và cái lesson learned để mà hướng dẫn cái project nó thực hiện như thế nào. Thì loại này thì nó là low control. Loại thứ hai là loại controlling. Controlling. Thì ngoài cái việc như thế này á, đưa ra những cái này á, thì nó còn require thêm những cái compliance hoặc là trực tiếp train hoặc là ép buộc đưa một cái tool gì đó và là phải theo quy trình theo một cái tool gì đó. Thì mức này là mức moderate control. Và thứ hai là directive. Directive thì PMO này sẽ cung cấp luôn cái PM. Đó. Cấp luôn PM. Thì để PM vào đó thì PM sẽ test control hết tất cả các cái activity ở trong dự án luôn. Và ở đây là mức high control. Thì trong đề thi họ sẽ cùng sẽ có những câu hỏi. Họ sẽ hỏi liên quan tới cái này. Họ đưa ra một context. Ông PM đó ông đang làm như thế này. Rồi ông sẽ có một số activity như vậy á, thì mình sẽ xác định được là cái mức độ hands-on của ông PM là như thế nào, và mình sẽ biết được dự án đó là PMO nó thuộc cái PMO đang cung cấp cái loại support gì, các loại loại gì là supporting hay loại control hay là directive. Thì cái này cũng không khó, những câu hỏi dạng này cũng không khó. Thường thì PMP nó sẽ không đánh đố đâu, nó có những cái activity rất là clear. Quan trọng nhất là các bạn tìm được cái keyword á. Anh Đạt ơi, Nào đi. ví dụ bình thường, ví dụ trong câu hỏi nó có câu nó bảo là cái ông BM này ổng lại thuộc BMO rồi ổng sẽ đưa ra quyết định, thì khi mà mình thấy cái từ khóa là ổng nằm trong BMO thì có phải mình sẽ chọn cái đáp án là ổng sẽ thuộc Directy không? Đúng rồi, đúng Thì rồi. nhưng mà theo Directy thì bên BMO sẽ cung cấp BM cho dự án, thì nếu như trong cái đề mà nếu như cái câu hỏi nó có chỉ cần có cái từ khóa là ông BM này ổng thuộc BMO, mặc dù là hắn cũng sẽ có mấy cái từ khóa liên quan, ví dụ như là ổng sẽ cần những cái template hay là methodology gì đấy từ cái BMO, nhưng mà khi mà nó nói là ông BMO này ổng thuộc BMO thì mình chọn luôn directly luôn anh này. À không, bởi vì thế này, chưa chắc là những cái ông này, những PM á, PM cũng đều thuộc PMO. Đó. Nhưng cái PMO này á, nó tổ chức như thế nào? Ví dụ như là có trường hợp á, PMO chỉ cho ông đó do 50% thôi, do part time thôi. Đó. Chứ không phải là những cái supporting hay là controlling là không có PM nha. Và vẫn có PM, vẫn thuộc PMO cấp, nhưng mà cái mức độ hands on của ông đó như thế nào? Đó. Còn ở trường hợp mà ví dụ như là bạn vừa nói đúng không? Nói là ông PM đó được PMO cung cấp và ông PM đó là control hoàn toàn như tất cả activity của dự án luôn. Thì nó chắc chắn là thuộc được directive đúng không? Rồi mình phải xem những cái contact kia để mình mới Đúng xác rồi, định đúng được rồi. là Mình phải xem thêm những contact kia nữa. Và những cái đó thì PMO nó không PMI nó không đánh đố đâu. Nó ra câu hỏi rất là clear. Và như như mình nói đó thì phải có những keyword, ví dụ như keyword vừa rồi là nó directly control đúng không? Đó, chẳng hạn. Đạt ơi, chị hỏi, thường hỏi thêm xíu, tức là cái nhiệm vụ thường thường của một bạn PMO là như vậy hả? À không. Còn PMO là một tổ chức, một cái division, department nha. Một Đây. cái operation đó hả? Đúng rồi, department. Mình có PMO dự án này, mình có cả PMO của program này, đó, đúng không? Trong bu mình còn có PMO mà đúng không? Đấy. Thường là mọi người thấy đúng không? Tất cả hầu như
Ở AppShop là hầu như là cái này đúng không? Phần lớn là cái này. Hoặc Ừ, cái sao này tức thì là rất cái khó, này. cái này là cũng khó, ví dụ như là có một Controlling ông resource thì đa số nó rơi vào mức pursue. đúng rồi. Hoặc là Pursue. cái những dự án theo kiểu mà body shop mà mình chỉ cần bán người rồi thì ông đó ông chỉ join vào làm mấy cái policy thôi, hướng dẫn member đó lock cuộc như thế nào, ABC như thế nào thế. Thì mình không có direct cái gì hết trong đó thì nó sẽ có thể nằm ở trong hai cái này. Đấy. Cái này ok cho mọi người nhỉ? Anh đặt cho em hỏi là một dự án có khi nào nó có hai BMO không anh đặt? Không, một dự án không có, tại sao là có bằng nghề PMO là gì mà tại sao mà phải mình phải tạo ra hai PMO? Em đang nghĩ đến trường hợp là ví dụ như nó có khả năng nó tạo ra hai cái BMO để nó có cái chức năng ví dụ như chức một hoặc là direct chức nó đồng thời với nhau á, kiểu như À, vậy. thực thực tế thì nó sẽ không có cái đó. À. PMO là một bộ phận thì họ sẽ làm sao mà, bởi vì cái của mình là mình làm sao mà mình phải synchronize đúng không? Thực tế là nó sẽ không có hai PMO cho một direct hoặc là supporting cho một dự án. Từ trường hợp mà ví dụ như một cái dự án hợp tác giữa hai búa. Những trường hợp mà đây đây là mình chỉ suy nghĩ ra ngay, ví dụ như trường hợp một dự án vừa làm web mà vừa làm mobile đi, như vậy nó tạo ra hai, nó có hai cái bu đúng không, hai bu nó support, thì nhưng mà rõ ràng là chỉ có một ông PM thôi đúng không, ông PM thì một hoặc là một ông PM ở bên bu này hoặc là một ông PM ở bên kia, nhưng mà về việc mà direct cái những cái người mà góp lại á, thì hai ông bu là hai bên vẫn vẫn phải direct khác nhau đúng không, hướng dẫn khác nhau đúng không, thì chắc thực tế sẽ có trường hợp như vậy, nhưng về lý thuyết thì nó sẽ không có. Ok. Rồi, PMO ở đây. PMO thì đấy. Nhiệm vụ của PMO. Nên là họ identify và developing cái project management methodology. Xác định cái những cái methodology, những practice và những cái standard của dự án. Rồi monitoring những cái compliance với project management standard policy hay những thủ tục, những cái template thông qua project audit. Ấy thì cái này có lên là những cái mức độ phù hợp với project management standard policy, thì xem là cái dự án mình đang quản lý á, cái process mình có phù hợp với những cái tiêu chuẩn mà của công ty, những cái template mà dùng trong công ty hay không. Đó. Có những cái dự án mà nó thuộc dạng Galaxy á, thì nó khá là cần phải cái mức độ compliance nó khá là cao đúng không? Đó. Thì việc mà monitoring này á cũng khá là mất khá nhiều là effort. Hai là mình cũng phải develop những cái PMO có nhiệm vụ develop và managing cái project policy. Rồi, procurement, procedure, cái template và những cái document khác. Rồi nhiệm vụ coaching, mentoring, training and oversight. Coordinate cái communication thông qua cả giữa các project. Rồi share resource giữa các project. Đấy. Ví dụ như là bên này đang down thì thuộc down thì bên kia đang ramp up thì mình sẽ cân bằng thì thuộc giữa các project. Rồi, thêm nữa thì PMO thì nó có nhiều cái nữa đó. Nó PMO là một phần của cái chain control board. Đó, sau này mọi người sẽ thấy được chain control board thì nó có những ông nào trong đó. Ông PM, ông sponsor hay là ông project manager, ông program manager nằm ở trong đó hết. Ông nào là ông quyết định. Nhưng mà PMO là những thành hầu như là PMO là nó nằm ở trong chain control board. Những người có quyền về approve cái chain request. Rồi, PMO cũng là một stakeholder. Rồi, PMO có quyền priority rotate cái project, xem mức độ ưu tiên của project nào lớn hơn. Đó. Họ recommend cái việc termination nếu như có những cái lý do xảy ra với dự án.
rồi là họ support cái việc mà chia sẻ cái lesson learned giữa các dự án với nhau. Và họ có thể involve sâu hơn vào dự án tùy theo cái điều kiện. Sau khi mà dự án đã start cái phần đã qua cái phần initiating rồi. Can thiệp sâu hơn thì ví dụ như là họ có quyền thay PM đúng không? Đó. Thì họ có quyền thay đổi cả cái approach của dự án. Rồi, mọi người sẽ so sánh được cái PM và PMO này. Đó. PM là chỉ focus vào cái project objective thôi. Còn PMO thì họ focus vào việc manage program, major program scope để đạt được cái business objective hơn. Control assign project resource. Thì bên này là họ optimize. Optimize là về sharing giữa các cái project với nhau. Đây ông PM thì là control cả resource ở trong dự án của mình. Ông PM thì manage những cái constraint độc lập ở trong dự án. Còn bên PMO thì họ phải manage tất cả đúng không? Tất cả những cái liên quan, nó không chỉ đơn giản là độc lập cho từng dự án mà nó phải liên quan tới từng dự án nữa. Phải liên manage những cái phương thức này, những tiêu chuẩn này, risk này, cơ hội này, opportunity này, những cái metric và những cái gọi là liên quan, những cái dependency giữa các dự án. Và PM thì PM sẽ thuộc PMO. Rồi, này thì này. Rồi. Rồi đây operation. Operation thì đây mọi người lúc này mình nói đúng không? Cái thường thường là cái dự án những cái hoạt động mà nó lặp đi lặp lại. Đó. Ví dụ như là cái call center đúng không? Đó. Hoặc là cái support cái dự án sau khi mà mình đã deliver, mình đưa cho một phần là ví dụ mình làm một cái app xong rồi thì bây giờ mình sẽ transfer cho cái bộ một bộ phận để mà khi mà khách hàng sử dụng cái app đó và khách hàng gọi tới thì mình support khách hàng, thì những cái hành động đó gọi là operation. Đây là những cái đây định nghĩa của nó, operation là những endeavor, ongoing endeavor ấy, mà được repetitive output, product repetitive output, nghĩa là nó lặp đi lặp lại, output nó lặp đi lặp lại. Đó. Bởi cái resource đều sai và thực hiện những cái task giống nhau. Đó. Để mà standard cái này trong cái product lifecycle. Thì một số ví dụ như là một số ví dụ mà người thấy call center đúng không? Rồi ban reception đúng không? Và những cái hành động của họ cả ngày đi ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy á. Đó. Trong trong app shop thì ông Buller làm cái gì để mà có nhiệm vụ lặp đi lặp lại nhỉ? Có những action của ông Buller, action về tuyển dụng nữa, rồi những cái về liên quan tới như là tham sheet hay là gì gì đó thì nó là operation đúng không? Nên là vì vậy ông Buller và ông John được ông tham gia những cái đó thì ông là thuộc portfolio manager đó, chứ không phải là program. Đây mình so sánh giờ cái này đơn giản đúng không? Project management với là operation management đó, một cái thì nó cái này mình có rồi đúng không? Một cái nỗ lực để có start end để tạo ra một kỳ sản phẩm duy nhất. Còn đây là nó cố định. Nó lặp đi lặp lại. Nó output nó lặp đi lặp lại. Đấy. Rồi. Mình hỏi mọi người nha. Ví dụ một cái nghiên cứu đi. Một cái nghiên cứu về để mà tìm ra cái vaccine cho COVID đi. Thì họ sẽ thử nghiệm rất là nhiều đúng không? Họ phải làm từ A, B, C, D, cứ qua đó fail rồi vắt, qua fail thì vắt đến khi nào mà nó ok. Thì nó là một cái project hay là một operation các bạn?
một cái project. Rồi, nó là một project chính xác, nhưng mà cái cách vận hành project thì nó lại khác. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, PM thì PM thì họ sẽ làm tăng giá trị đúng không? Từ đầu vào đến đầu ra thì họ làm tăng giá trị cho cái tổ chức. Còn cái OM này thì rõ ràng đúng không? Sản phẩm đưa vào vận hành thì họ tạo ra giá trị đúng không các bạn? Đó, các bạn làm ra một sản phẩm mà đưa vào OM thì bắt đầu OM bên dùng cái lợi ích mà các bạn đã tạo ra, cả project đã tạo ra thì họ sẽ tạo ra giá trị. Từ cái này đưa sang support khách hàng hoặc là đưa khách hàng thì nó sẽ tạo ra giá trị. Chứ cái này làm gia tăng giá trị ấy. Project làm gia tăng giá trị, còn cái này mình tạo ra giá trị. Đấy. Đấy, sự khác biệt giữa cái operation với project này cũng khá là dễ hiểu rồi ấy. Nói khá nhiều rồi. Rồi, đấy, để chủ yếu là đưa đạt đến project thì đạt đến objective. Đó. Còn đây là một cái certain business. Hay là tạo ra project thì cần phải tạo ra cả cái character, origin và goal. Đó, còn cái này là permanent charter. Nó có nằm trong cái organization và goal nó quy định rồi, là permanent rồi. Tạo ra một project, tạo ra cái unit product, service hoặc là resource thì nó đây là nó standard cái product, tạo ra một quy trình chuẩn rồi. Cái heterogeneous team này là một team rất đa dạng, còn team này là nói chung là một team stable, giống như là homogeneous là người mà làm đi làm lại giống như là những công việc của những công việc được xác định sẵn á, homo là những công việc được xác định sẵn á. Như bạn có nghe cái homo rồi đúng không? Homo thường thường gì đó là nó cố định, nó sẵn và nó ít. Temporary, người biết ra đúng không? Temporary thì nó có start và end. Còn ongoing thì nó sẽ ongoing activity, nó lặp đi lặp lại. Nó hướng tới sự thay đổi đúng không? Còn đây là nó maintain cái sự ổn định. Rồi, project manager đúng không? Hầu hết các bạn ở đây đều là project manager rồi đúng không? Thì nó có hai cái skill mà được phân biệt để project manager có thể làm tốt cái nhiệm vụ manage project của mình. Đấy, có thể đưa project đạt để những cái objective mà theo đúng plan. Cái thứ nhất là về management skill và interpersonal skill. Trong nghề PM thì mình có thể nói đây là hard skill của một ông PM, đúng không? Và đây là thêm những soft skill hay là những cái additional skill. Additional thì là không đúng lắm, nhưng mà soft skill. Thì những skill này là nó liên quan tới việc control dự án, đúng không? Về planning, về meeting, rồi ấy, về time, về organization, về controlling. Còn những cái interpersonal skill thì những cái leadership, những communication, rồi influence, motivate, rồi nego, là team building, là những phần lớn những cái skill mà những giá trị nhất. Thì một trong PM thì nó cần cả hai đúng không? Đó. Nếu như không có cái này thì mình không làm được về việc management. Mà có cái này nhưng mà mình không có những cái này thì mình sẽ bị ghét. Thì theo mọi người, cái nào quan trọng hơn? Cái nào cũng quan trọng cả. Nhưng mà cái nào quan trọng hơn? Skill, đương nhiên thì cái nào là hard skill thì cái đó nó phải chỉ đến tỷ trọng lớn hơn. Yeah. Nhưng mà để một cái dự án mà nó vận hành đầy đủ và smooth từ đầu đến cuối thì cái phần soft skill nó cũng quan trọng, là một phần bổ trợ vì nó có phần transparency ở trong cái phần agile. Rồi. Thực ra là không ai đánh giá được là thằng nào quan trọng hơn hết á. Nó tùy theo cái scope dự án, level dự án, cái priority của dự án để mà biết được là mình nghiêng về phần nào hơn.
Đó. Ví dụ như một ông làm tầm hai mới làm 1-2 năm đúng không? Đó. Thì ông nên focus cái này trước, đúng không? Ông solid cái này trước. Đó. Rồi ông sẽ học hỏi dần cái này. Rồi, còn nếu như mà ông làm 3 năm, 5 năm rồi đúng không? Ông muốn niềm ru lên nữa thì ông phải focus vào cái này. Đó. À, tùy theo cái giai đoạn của từng ông PI, cho ông biết được rằng là cái nào ông cần và cái nào ông priority hơn. Chả có ai dám nói ra là một cách chung chung rằng là ông nào là thằng cái nào là quan trọng hơn. Quan trọng hơn đối với từng người thôi. Từng người và từng giai đoạn. Chính xác là Đây, Project Manager thì ông đây có nhiều đúng không? À, mọi người thấy mình lúc này mình còn nói về Program Manager này, cái này rồi đúng không? PMO Manager, cái PMO là một tổ chức thì cũng cần có ông đứng đầu đúng không? Thì ông cũng sẽ cũng có Manager, đấy, còn Operation Manager đúng không? À, cái này cũng mọi người biết rồi đúng không? À, ví dụ như là trong cái app shop của mình á, những cái đơn vị làm Operation á, kiểu về lễ tân thì cũng có, như về IT cũng có ông Manager đúng không? Đó. Rồi Functional Manager á, thì nó đặc biệt chút thì nó đi theo function. Đó. Rồi ví dụ như là bên mình có những bộ phận marketing đúng không? Đó. Những đơn vị marketing thì một ông mà giám đốc marketing á, thì ông cũng gọi là Functional Manager. Ông làm IT đó, thì cũng cũng gọi là IT Manager, thì ông cũng gọi là Functional Manager. Rồi đấy thì nó họ ông project manager sẽ report cho những người này tùy theo cái thai của dự án thì ông đó sẽ report cho ai. Cái thai dự án thì chút nữa mình sẽ tiếp tục, mình nhớ có những cái ông này ông to hơn ông PM là được đó. Rồi trong câu hỏi á, trong câu hỏi thì trong PMP á, nó sẽ phải có một số câu hỏi nó bảo rằng là ông PM làm thế này đang thuộc tổ chức này thì đấy thì, cuối tuần ông weekly report cho ông nào đấy thì mình sẽ biết được cơ cấu tổ chức đó là loại tổ chức gì thì ông PM sẽ report cho ông nào trong này đó. Hoặc là có vấn đề issue của một một cái vấn đề gì đó thì ông PM ông sẽ tìm ông nào, ông program hay là ông portfolio. Ví dụ có conflict giữa hai project đúng không, thì hai project thì ông PM không thể tìm ông project khác để nói được, ông muốn escalate thì escalate lên program. Nó sẽ có cùng thi thoảng sẽ có những câu hỏi như vậy trong cái đề mà mình làm á, thì nó sẽ có tiếp xúc nhiều, nhưng mà đề thi á thì bởi vì nó random chưa chắc là những cái này có, nhưng mà mọi người cũng nên chú ý này cũng không phải là khó đúng không. Thì rồi ông PM đúng không, ông PM thì work với tất cả stakeholder nằm ở trong dự án đúng không, về business này, về system analyst, rồi về QA đúng không? Rồi cả cái SME. Rồi cả cái vendor khác, rồi cả cái project staff, member của mình. Rồi ông phải làm việc với PMO. Đây là những cái trong internal và external liên quan tới dự án. Cái này liên quan tới cả tất cả dự án ngoài, thêm dự án ngoài vào nữa. Rồi, cái tip, cái này là cái tip mà ông PM muốn làm cho tốt thôi. Thì PM thứ nhất là cần phải tốt nhất đó, nên involve tất cả các cái project member của mình đó, team member của mình đó, vào trong planning process. Thì khi mà involve vào thì mình sẽ có nhiều view hơn, nhiều view từ nhiều cái ý kiến từ nhiều view hơn thì cái planning mình sẽ tốt hơn. Đó. Thứ hai là ông phải identify và document được cả những conflict trong project, tức là ông phải tìm ra những cái risk, ông phải define được những cái risk, identify được những risk và những cái issue mà trong cái dự án mình có thể gặp phải với cái organization strategy. Đấy. Thì mình xem có những cái gì nó không phù hợp hay không. Phù hợp thì ok, mà không phù hợp thì mình phải tìm cách chỉnh lại phù hợp, hoặc là mình xin tailoring hay là làm gì đó để cho cái dự án mình không vi phạm cái organization strategy. Đó. Thứ hai là ông phải sâu được sâu consider cho mỗi process để quyết định được là những cái những action, những cái gì cần làm trong cái project. Thứ hai là ông phải cân bằng đúng không? Cân bằng giữa content và trade-off.
ông phải giao tiếp effectively, giao tiếp hiệu quả trong cái dự án, info trong dự án, và thậm chí là cho cả và phải cho những cái sponsor nữa. Sau này có một số mà nó thường thường những câu hỏi mà liên quan tới vấn đề escalate á, thì ngoài cái vấn đề về những cái task mà gọi mình gọi là nó liên quan tới product á, thì ông sẽ lên cái người mà người trực tiếp phía trên để liên quan tới product, và ví dụ như là ông project sẽ escalate lên ông programmer, program manager. Nhưng mà nếu những cái vấn đề mà chung chung dự án về khách hàng này, về finance này, hay là về resort này, thì thường thường là ông PM sẽ escalate lên ông sponsor. Đó. Thì mình sẽ có mình mark cho mọi người là hai cái cấp mà trực tiếp nhất á, của ông PM á, để ông escalate á, là ông sponsor. Nó những vấn đề liên quan chung, còn những mà cái vấn đề mà liên quan giữa các project về working á, thì nó sẽ liên quan tới sẽ escalate lên ông program manager. Rồi, quyền hạn đúng không? Authorize của ông PM đúng không? Ông PM được authorize từ cái project charter đúng không? Ở AppShop mình thì cả projector, mọi người có bạn nào đã có anh chị nào đã từng làm một cái projector chưa? Chưa đúng không? Thì phần lớn bởi vì project mình dùng cả hệ thống trong mình cũng khá là đơn giản. Nhưng mà để các cái dự án về ngoài về viễn thông này, về industry này, thì họ có cái projector rất là bài bản. Này chắc là tuần trước anh Nhân có nói với mọi người rồi đúng không? Ở App Shop mình thì chỉ có một cái request mail. Đó. Thì mail hoặc là nhất là một cái request ticket, rồi sau đó bullet request xong thì PM điền con số vào, điền thông tin vào, và sau đó là QA xử lý. Đó. Thì đó cũng coi như là một cái project chapter. Rồi. Đấy, mình sẽ đi qua cái phần này cũng khá là cũng có tầm đâu đó tầm 2 đến 4 câu hỏi ở trong cái đề thi ấy. Thì nó về phần organization structure thì mình sẽ tìm hiểu qua được tất cả các cái loại của organization structure, rồi cách communication structure, rồi tìm hiểu cái OPA là gì, organizational process asset và enterprise environment factor, cái này mình gọi tắt là OPA này. Hai cái này á, hầu hết là nó có trong tất cả các process sau này, hầu như là nó chiếm mà nó ít nhất là 40 trên 49 cái process đều có dùng cái này để input. Đó. Rồi, organization communication thì mà mọi người biết đúng không? Có một số đánh giá họ nói rằng á, là cái nghề PM á, thì cái việc communication nó chiếm nó quyết định 90% cái thành công của dự án. Thì mọi người thấy đúng không? Cái đó là cũng cũng đúng rồi mọi người. Có rất là nhiều cái dự án mà cái communication nó quyết định đấy. Communication không chỉ là communication ở trong dự án mà nó có ngoài dự án nữa. Rồi, project management thì success highly nó đặc biệt nó phụ thuộc vào cái hiệu quả cái communication ở trong cái tổ chức. Đấy. Cái văn hóa communication hiện tại cũng impact rồi sẽ impact về project. Về một số kênh về communication thì nhiều nhất là email đúng không? Rồi, các bạn testing, testing thì có chat, rồi các là SMS, rồi ngoài ra là telephone, rồi là ấy, the social media, rồi video và web conference. Thì tất cả các cái communication kiểu này á, thì sau này trong cái process về communication á, các bạn sẽ phân biệt được là nó là one way hay là by way. Tức là ví dụ như là các bạn message đúng không? Là một 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 chiều đúng không? Đó. Chiều là các bạn gửi đến người ta thì người ta còn có thể người ta không nhận lại được đúng không?
người ta không feedback thì các bạn có nghĩa là các bạn không biết được rằng là cái message được đọc hay là được được get từ idea của các bạn được get từ 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 phía khách hàng chưa. Nhưng mà ví dụ như là những cái video đúng không, cái web conference đúng không, thì lúc đó là buy way đúng không, buy way có nghĩa là hai chiều á, hai chiều thì các bạn biết được là lúc đó là họ sẽ feedback ngay luôn đúng không. Để tùy theo tình huống dự án để các bạn define được cái kênh communication ở trong dự án. Ví dụ như là nếu như mà những dự án mà cần quan trọng á, thì các bạn sẽ phải set up cái video đúng không, hoặc là cái gì để mà các cần phải feedback cái khách hàng feedback nhất nhất thì các bạn sử dụng. Và những cái gì mà nó không cần dự án mà không cần gấp hoặc là không cần respond ngay á, thì các bạn có thể sử dụng những kênh như email là test. Rồi, organizational structure thì nó là cái cơ cấu tổ chức của organizational thôi. Thì nhiệm vụ của nó thì nó làm sao cái structure của organizational á nó phù hợp với cái chiến lược của tổ chức thôi. Nên thì không có ý nghĩa gì trong cái việc thi của mình. Mà ở đây mọi người chú ý nhất là nó có bốn cái, ba cái này, cái organizational type này. Rồi thì ở đây nó có bốn loại ha. Bốn loại là thứ nhất là loại functional, tức là cái mô hình tổ chức thì công ty nó theo hướng functional, đi theo marketing, đi theo IT, theo sales nữa. Đấy, project type thì nó đi theo mục tiêu của dự án. Đấy, matrix thì nó sẽ có ba loại, loại là matrix yếu đúng không, loại mềm và loại cân bằng đó. Một loại là composite thì loại này nó là cái phối hợp của ba cái loại này đó. Thì, cái này thì nó cũng có khá là nhiều ở trong trong đề thi, hay là chút nữa mình sẽ giảng giải kỹ này, mình sẽ trình bày cái này kỹ hơn một chút để mọi người có thể nắm được sự khác nhau giữa mấy cái này như thế nào, để khi mà mình đọc cái đề mình thấy context là mình biết đó là tổ chức của loại nào rồi. Rồi thứ nhất là về functional đúng không, nhưng mà người thấy này mình thấy các nhân viên nó nằm ở từng phòng ban, ví dụ như là marketing, sales đúng không, về manufacturing đó, ở trên này có một ông rồi. Đấy. Thì functional thì nó sẽ có gì, nó sẽ có gì không, có project expeditor đúng không, staff assistant này, rồi nó có communication coordinator này đó. Và nó không thể nó không không tạo ra hoặc là nó không 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 make decision đúng không đó, chú ý mà cái này là cái functional ha. Đó, ông này không make decision. Rồi còn ông project coordinator này á, thì ông giống như là cũng tương tự như ông này, nhưng mà ông có thêm nữa là ông có thêm một power để ông make decision ở trong cái scope này đó, trong cái tổ chức mà có theo cái loại này. Đấy, thì ông có quyền làm make decision, rồi ông sẽ là người mà report để là higher manager. Rồi advantage của cái này thì thứ nhất là nó đúng không, nó highly expertise đúng không. Những ông giỏi về sale thì ông nằm trong phòng sale, ông giỏi marketing thì ông nằm trong marketing đúng không, nên rất là dễ dàng để manage những cái chuyên gia đúng không. Đó. Rồi resource cũng được grouping theo chuyên gia đúng không, theo những cái knowledge cụ thể. Rồi họ clear đúng không, clear reporting đúng không, thì ông đó sẽ report lên ông functional manager của mình. Đó. Và thứ hai này là ông thứ tiếp nữa là ông rất well defined career path đúng không? Ông nằm ở trong phòng ban đó thì ông chỉ mong muốn đi lên con đường đó thôi. Đó. Rồi disadvantage thì nó khá là khá là emphasis đúng không? Gọi là gì nhỉ? Nó hơi tập trung chuyên môn vô thứ. Đúng rồi, nó tập trung chuyên môn đó. Nên là nó độc lập ấy. Nó không có functional ấy. Nên là nếu như mà dự án nó cần nhiều cái skill á, thì rõ ràng là nó rất có hại cho project đúng không? Đúng rồi. Rồi. Hay là
khó để mà balance giữa các project dựa trên cái thực tế guộc á. Ví dụ như guộc nó có nhiều cái scope mà ông đó chỉ có ông chuyên một cái thôi. Nó trong dự án của mình đúng không? Là mình mong muốn full stack mà ông có ông chỉ làm back end thôi. Có ông làm front end, có làm back end thôi thì rất là khó để mà mình cân bằng đúng không? Đó. Và slow in delivering outcome. Việc của ông làm tốt thôi, cái chuyên ngành của ông làm tốt thôi, còn rất là khó để mà ông gọi là có những cái gì nói chung. PN thì nó ít authorize và sẽ không có cái credit bảo rõ ràng trong cái việc mà trong cái con đường project management. Những ông này là thực thường là mình bên gọi là mình là chuyên gia đúng không? Gọi là chuyên gia đi. Rồi, project time. Đấy. Project time thì nó đi theo project nữa. Đó, đi theo project. Đó, ấy member được ở sai hẳn vào trong project luôn. Đó. Ông này làm dự án này, ông này làm dự án này, ông này làm dự án này. Thì cái này á thì advance đó là những cái work á, enhance thì nó sẽ được tổ chức theo project thì nó sẽ focus hơn đúng không? PM á, họ có thể get resource từ nhiều cái chức năng khác nhau. Như có thể get ông P ông deploy này, rồi get được ông front end này, get được ông PM này và thậm chí là có thể hai hai những cái resource ngoài nữa, những cái resource mà ông muốn. Đấy. Hay là khi mà ở project time thì PM hoàn toàn lấy được member đúng không? Full time, full mind vào trong project thì lúc đó là teamwork á, team chỉ làm việc những cái việc của dự án thôi. Thứ hai là PM nó hoàn toàn control full time staff của mình, member của mình. Và đặc biệt này là PM mà full control budget và resource, full control cái responsible for outcome. Cái này là dễ nhận thấy nhé, dễ nhận thấy nhất trong cái thai project time. Đó, mà người chú ý cái này hầu hết trong các dự án ấy, trong các câu hỏi á thì họ sẽ hỏi những họ sẽ đưa ra những tình huống mà nó liên quan đến cái này nhất. Ví dụ như ông PM là có hoàn toàn control dự án đó, về resort, về budget thì tổ chức đó thuộc loại gì đó, thì mình nói ngay luôn là nó là thuộc project time. Rồi. Disadvantage thì thứ nhất là no home. No home là nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà project nó kết thúc á thì dự án nó kết thúc thì tất cả đều release đúng không? Còn ông bên functional á thì nhà ông chính là cái division đó. Ông làm marketing thì nhà ông chính là marketing division. Sếp của ông là ông marketing director. Đó, nên là hết dự án thì ông lại về đó. Đó. Hết dự án thì ông lại về đó, còn ông mà ông project time ấy, hết dự án thì phải delete đúng không? Delete thì ông program hoặc là ông portfolio là phải 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 action đúng không? Đó, phải đưa ra đi các dự án khác. Đó, hoặc là đưa về phòng ban nào đó. Đấy. Tiếp nữa duplication of work và facility đây. Các dự án mà nó đi theo từng 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 phần riêng biệt cả ông PM riêng biệt á thì các cái work của ông PM đúng không? Thì nó bị lặp đi lặp lại đúng không? Nó không tận dụng được đúng không? Đó. Tiếp nữa là in 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 efficient resource utilize. Rồi bây giờ các dự án đều lấy người rồi. Thì bây giờ ông đó chỉ còn làm 50% thôi. Đúng không? Thì còn 50% là phí đúng không? Đó, ông đâu có đưa sai đi chỗ nào khác. Nhưng mà trong cái functional á thì ok, anh chỉ cần 50% effort cho phần marketing thôi. Thế tôi đưa nửa người còn 50% còn lại thì có thể đưa sang dự án khác. Đưa qua những scope khác đúng không? Và project isolation các cái dự án nó độc lập với nhau đúng không? Nhưng mà không có ông programmer thì rất là khó để mà các dự án có thể synchronize để mà leverage tất cả các nguồn nguồn lực với nhau. Project status thì nó đặc thù của dự án, nó dựa vào đặc thù của dự án. Quả phụ thuộc vào đặc thù của dự án. Rồi về matrix. Matrix thì mọi người sẽ thấy nó sẽ có một cái khác.
phần strong, weak và balance. Thì đây, thì ví dụ như là có thể là ông PM này nó thuộc PMO đúng không? Nhưng mà có thể một dự án thì ông này lấy ông này đứng ra chỉ đi làm dự án này. Nhưng mà người á, thì là có thể lấy từ các cái division khác. Một người làm sale, một người làm marketing, một người làm manufacturing. Đấy. Thì ở cái thai này á, thì nó sẽ khác một chút á, là cái ông staff này á, thì ngoài cái việc mà ông report cho ông này, ông thuộc quyền quản lý của ông này đúng không? Đó. Thì ông còn phụ thuộc, ông phải thuộc quyền quản lý của ông này nữa. Đó. Vấn đề bây giờ là công ty yêu cầu là hàng ngày phải daily report. Thì ông phải report cho hai người đúng không? Chứ không phải là project thai là ông chỉ report cho project thôi. Đó. Còn ông trong functional á, thì report cho ông functional thôi. Thì sẽ có một số câu hỏi á, thì nó sẽ đưa ra cái tình huống rằng là ông staff này ông đang concern. Ông một tuần ông phải report cho cả ông manager rồi cả ông này nữa, ông functional nữa, thì sẽ hỏi là cái organization thì thuộc cái thai nào. Thì matrix đó, thì nó là strong hay là weak hay balance á, thì nó thuộc vào cái authorize của ông power và authorize của ông project manager này nữa. Thì chủ trình mình sẽ đi cụ thể hơn cái này. Rồi, weak ấy, weak thì các staff này. Strong là mình sẽ có ông PM đúng không? Đó. Staff mình cũng có ông PM nhưng mà mức độ ông PM thì nó đã thấp hơn nên là họ sẽ không đưa vào đây. Rồi balance. Này. Balance thì ấy, balance thì project manager nó sẽ nằm trong một functional. Đó. Thì như vậy là ông project manager sẽ report cho ông functional này nữa. Đó. Staff report cho ông này rồi report cho ông functional nữa. Đấy. Thì balance thì nó sẽ như thế này, ông project nó không phải nằm ở PMO nữa mà nó sẽ nằm ở trong cái bộ phận này đưa xuống luôn. Mọi người thấy khác nhau giữa ba cái này đúng không? Cái đầu tiên, cái strong ấy, nó giống như các cái dự án hợp quân để đánh ấy nhỉ. À rồi, đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Dạ, có một cái strong này dự là án nó hợp quân để đánh, hoặc là một cái dự án tổng hợp với cần để đánh, để đánh dự án cần bị rồi, góp skill tất cả các đơn vị, đúng không? Hoặc là không, thực tế là cũng có thể là trong một đơn vị cũng được, nhưng mà mình ở đây là theo functional thì nó hơi to ở mức organization. Còn trong dự án á, trong bu mình á, thì mình nghĩ một cách thấp xuống một chút á, hạ tiêu chuẩn xuống một chút á, thì mình cũng có thể hình dung ra được là nó ở mức strong, và dự án có thể là mình gọi là dự án ở mức ở thai là strong. Đó. Bên đây ở mức organization. Đó. Thì như bạn nghĩ là nó ở mức hợp quân định là cũng ví dụ nó điển hình nhất đó. Còn khối back office thì ví dụ như cuối năm có cái event mà sum up công ty chẳng hạn, thì người phải góp từ tất cả các functional vào. Rồi. Thì nó là một dạng. Đúng rồi, ví dụ như là đây nó có thể là cái đó là có thể là ở cái này ở balance này, cũng ví dụ có thể như ở là balance, dự án tổ chức sum up công ty đúng không? Đó. Ừ. Ông bên ông phong đi, ông cũng thuộc một một ấy đúng không? Phong heo ông làm cái này. Ngoài ra ông lấy những cái người về bên tài sản rồi bên marketing rồi bên PR rồi ông sẽ làm cái này. Đó. Thì đây là một loại gàng như balance. Rồi, matrix thì nó đúng không? Nó tại sao ra matrix? Matrix thì nó phối hợp mấy cái kia. Thì tất nhiên là nó mong muốn rằng là sẽ lấy tất cả những cái ưu điểm của những cái hai cái trước đúng không? Thì đấy, thì nó là efficient resource sharing, đúng không? Nó flexible và dynamic. Và nó focus vào project goal. Nó dễ dàng để reassignment cái member, đúng không? Đó. Hết việc thì release cũng dễ. Đó. Nhưng mà cái disadvantage á, bất lợi một chút là nó sẽ có conflict đúng không? Conflict kiểu việc ông PM với ông admin đúng không? Ông functional manager. Đó. Power. Và thứ hai nữa là cái mức độ priority của thằng của ông cái group á thì nó cũng không có cái bị cùng bị gọi là struggle, có nghĩa là mỏng manh á. Đó. Đó. Thứ hai nữa là cái những cái chi phí về overhead. Đó.
overhead thì ngoài cái việc overhead của project thì còn có overhead của functional nữa. Thì làm sao để mình vượt qua những cái disadvantage này? Thì nó có thường thường nó có cái composite này. Thì thường thường là trong cái đề thi ấy, thì nó sẽ không list ra cái này đâu. Nó list ra những cái kia thôi. Cái này là một cái mình gọi như là kinh nghiệm thực tiễn đi. Đó. Là kinh nghiệm thực tiễn này. Thằng Matrix nó có thể có những cái ưu điểm của nó, những cái bất lợi của nó thì mình trong thực tế mình chạy ấy, thì mình sẽ tạo ra cái này. Rồi, thì đấy thì nó cũng có này. Mà người thấy đấy. Mà hai ông staff này, đúng không? Ông staff này ấy, là ông cả thuộc cả project A cả thuộc project B. Đó. Nó cũng thuộc functional. Thì ông này làm gì? Ông này có nhiệm vụ gì? Ông này trong một phòng ban này mà nó thuộc như thế này đúng không? Thì hai ông này phải phải report cho ông này. Report cho ông này. Thì thứ nhất là nó utilize vì thuộc thôi. Chứ không phải là ví dụ như là level đúng không? Mình cần ông này ở sale đi. Nhưng mà ông này là sale bất động sản. Ông này là sale phần mềm đi. Trong lúc đó dự án này cần cả sale bất động sản, cả sale phần mềm. Đó. Thì ông này có thể 50-50 đúng không? Đó. Thì ông này có thể dùng 50 còn lại của ông này đúng không? Đó. Ở trong thực tế mình chạy. Đó. Thì nó cái này nó khắc phục cái bất lợi của thằng Matrix. Đó là nó effective resource hơn. Utilize resource tốt hơn. Nó flexible hơn. Đó. Rồi, đây cái bảng này thì mọi người sẽ thấy này, mọi người sẽ thấy sẽ phân biệt được cái bảng này, mọi người nên in ra và bởi vì dựa vào cái bảng này á là mình sẽ nhìn thấy được cái authorize với cái power của ông PM ở trong từng cái structure đó. Thì rồi functional đúng không? Thì ông PM này mình sẽ có 5 tiêu chí như thế này. Thứ nhất là authorize của ông PM, thứ hai là resource availability, hai là ai là người manage cái budget của dự án và PM role này trong đó như thế nào. Ngoài ra có cần phải admin staff không, người admin không. Đối với functional á, thì rõ ràng là ông PM thấp đúng không, hoặc hầu như không có luôn, phần lớn là do ông functional này manage hết. Functional management ông này ông manage cái budget của dự án luôn. Đó. Project manager chỉ có thể part time thôi. Đó. Staff là part time thôi. Đó. Admin staff part time thôi. Đó. Còn quick thì nó có một chút, ông PM có một chút quyền resource người một chút nhưng mà nó sẽ thấp. Thì ông này á ở cái này thì ông functional manager vẫn là ông quyết định budget của dự án. Đó. Và làm part time đúng không? Đó. Rồi Matrix mà lên balance á thì nó sẽ là ông cái power của ông authorize của ông PM ở tăng dần. Mà người thể tăng dần từ quick đến strong. Đó. Đây. Tăng dần. Đó, đây cũng tăng dần. Ví dụ như về budget thì có cái balance á là hai ông đó sẽ phải phối hợp với nhau để mà manage cái budget của dự án. Còn những cái mà strong metric với project type thì ông PM hoàn toàn full quyền hết. Mọi người thấy nha, strong với project type thì cái này là trong cái context họ sẽ nói rất là nhiều. Họ sẽ đưa ra tình huống là giữa việc một ông member report cho hai ông hoặc là một ông, hoặc là cái cách mà cái conflict giữa ông functional với ông PM. Đó. Về việc vấn đề xử lý về budget chẳng hạn, thì lúc đó thì mọi người sẽ biết được rằng là cái tổ chức đó nó nằm ở trong cái nằm ở thai gì để mình quyết định. Đó. Thì chúng nữa mình sẽ có một số câu hỏi mình cùng focus vào cái này. Là hôm nay mình thấy cái khối lượng slide này khá là nhiều nên khó mà đi nhiều câu hỏi được, nhưng mong muốn là các bạn đọc trước để mình đi nhanh. Để mình có soạn ra thêm một số câu hỏi nữa. Một số câu hỏi mình nghĩ rằng là sẽ focus vào cái việc mà các bạn sẽ hiểu trong sáng nay.
Đấy, hy vọng là làm để các bạn có một cái stream, một cái dòng suy nghĩ á, để mình có thể dựa vào đó mình xác định rõ hơn cái context của câu hỏi, để mình đưa ra câu trả lời chính xác hơn. Rồi, OPA. OPA là Organizational Process Assets, sau này mình thường thường gọi là OPA. OPA là nó cái gì, nó asset của tổ chức mà, đúng không? Đó, nó sẽ bao gồm những cái gì có sẵn của tổ chức đó, mà giúp cho dự án mình có thể dùng nó để mà review cho dự án của mình, help cho dự án mình có thể plan tốt hơn, rồi chạy smooth hơn, đạt được kết quả tốt hơn, đúng không? Thì process cũng có những cái process này, cái procedure này, những cái policy, đúng không? Những cái thủ tục, đúng không? Những cái template, đúng không? Những guideline, đúng không? Cái này thì các bạn QA chắc là hiểu rõ nhất, đúng không? Kiện hoa rồi chắc hiểu rồi mấy cái này, đúng không? Rồi ngoài ra là những cái knowledge base nữa, knowledge dàn những cái historical data này, ví dụ là các bạn estimate một dự án, đúng không? Các bạn dùng estimate của một dự án tương tự đấy, thì mình dùng cái đó mình tham khảo. Rồi các lesson learned, đúng không? Quản trị dự án như thế nào, các case study này, các cái vấn giải quyết các cái CC, các customer complaint như thế nào này, đó thì cũng là một cái để mà các bạn tham khảo. Stakeholder Register, đúng không? Đối với những cái những cái dự án mà khách hàng quen thuộc á, thì mình sẽ nắm bắt được những ông khách hàng, đúng không? Ông khách hàng đó là như thế nào này? Rồi ông có nai hay không, là ông khó tính cái lĩnh vực gì này? Ông này đặc biệt là code review ông rất là khó tính, đúng không? Thì những cái lesson, những cái data đó thì nó có sẵn ở trong cái tổ chức, mình hoàn toàn có thể lấy được. Rồi Register, đúng không? Register. Đó, register của một tổ chức thì họ có register, ví dụ như là mình có 10 cái common register, đó cũng là một cái register của tổ chức. Khi anh em làm planning dự án, đúng không? Planning register, đúng không? Thì mình tham khảo cái 10 register đó chẳng hạn. Đó là OPA. Và cái OPA này thì mọi người thấy đúng không? Nó guideline hay thủ tục hay gì đó thì rõ ràng là nó được update liên tục. Các dự án đưa đưa lên để update liên tục. Đấy. Cái này thì mình trả lời câu hỏi là how we get things done, nghĩa là làm sao để mình có thể làm cái để có thể là hoàn thành cái activity dự án của mình đúng nhất, đến như thế nào là đúng nhất. Rồi enterprise environment factor, cái EEF, EEF là enterprise là mọi người biết rồi, đúng không? Mô hình tổ chức phía ngoài nó liên quan những factor, những nhân tố môi trường doanh nghiệp đó, thì nó không 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 bị control về project, project không control được cái này mà nó chỉ nó ảnh hưởng tới project đó, nó là influence, nó là constraint luôn đó, nó direct và thậm chí nó direct project. Ví dụ như ông một ông khách hàng đặt cho dự án FPT ở Việt Nam sản xuất vũ khí thì sao được, đúng không? Ở Việt Nam vũ khí chỉ có Bộ Quốc phòng sản xuất, thì ông làm sao FPT dám nhận cái đó, đúng không? Đó cũng là gọi là môi trường doanh nghiệp. Đấy, thì nó có bao gồm môi trường external, đúng không? Đó là government regulation, rồi market coordination, đúng không? Đó, infrastructure. Đó. Ví dụ như là xây dựng metro chẳng hạn, đúng không? Đà Nẵng chẳng hạn. Dự án xây dựng metro Đà Nẵng năm 2022 thì mình đã có cái gì để mình làm chưa? Đó. Thì dự án nó không thể mà start được, đúng không? Rồi các external policy condition. Đây là external, còn internal. Internal thì văn hóa tổ chức, đúng không? Đó. Rồi các cái structure tổ chức mình vừa mới nói xong, đúng không? Các cái political condition, đúng không? Ví dụ như là dự án mà rắn ăn hoặc dự án khách hàng nào chẳng hạn, trong cái app shop chẳng hạn, thì nó sẽ có những cái policy nó khác nhau, đúng không? Rồi, available resource. Ví dụ như là bây giờ ở Đà Nẵng làm AI đi thì sẽ khó hơn ở Quy Nhơn làm AI, đúng không? Rồi PMIS là Project Management Information System. Đây là cái hệ thống, những cái hệ thống mà nó giúp PM giúp manage dự án nó dễ hơn. Thì Jira của mình là một cái này các mọi người nhé. Jira cũng là một cái này, ví dụ như là
Cái mọi người làm planning là mọi người làm project Excel đúng không? Hoặc là project Microsoft project cùng nó là gọi là PMIS. Đây là who we are and what we do. Đó. Trả lời câu hỏi là những cái này là who we are, mình làm cho ai. Đó. Rồi, và what we do, những cái gì mình làm. Đó, nó phải map được những cái này. Đây, project life cycle và development approach. Project life cycle đó là tập hợp những cái phase đúng không? Để thực hiện. Thường thường là ví dụ là mình có waterfall thì mình có từ requirement design đúng không? Implement test rồi deploy đúng không? Đó, thì đó gọi là project life cycle. Còn project phase thì nó là tập hợp những cái logic logically related project activity. Nó ở mức activity nha các bạn. Đó. Nó là project phase. Cái này nó tập hợp từ cái này. Đó. Rồi về project management process thì nó trả lời cho câu hỏi là what you need to do manage project, ví dụ như là process về planning, process về monitoring hoặc là process group. Thì trong mỗi cái đó thì nó sẽ có nhiều cái khác, ví dụ như plan thì có thể plan resort, plan communication đúng không? Đó, gọi là đó gọi là process. Đây, mình đi nhanh. Thì trend thì mình sẽ có này. Sẽ có plan driven, cái này trong cái đề thi ấy, nó thường gọi là waterfall hoặc là traditional hoặc là predictive. Đó. Thì những cái tên gọi này thì nó cũng gọi loạn xì nhưng mà mọi người nhớ hay. Hoặc là mình theo cái plan driven project life cycle thì sẽ có những cái predictive life cycle hoặc là waterfall hoặc là traditional. Đó. Còn change driven. Đó. Change driven thì nó có iterative, có incremental và adaptive. Đó. Thì có bạn nào phân biệt được ba cái này chưa nhỉ? Phân biệt được cái này. Cái đó ở trong design đúng không? Đúng rồi, design nhưng mà nó sẽ phân biệt đúng không? Cái iterative là nó có tính chất lặp đi lặp lại này. Đúng rồi, lặp đi lặp lại. Sau đó cải thiện dần dần lên incremental. Ừ. Và sau đó là áp dụng hai cái đó giống nhau rồi, adaptive. À, rồi hack nó cũng phân là giống nhau nhưng nó khác nhau một chút. Iterative á, thì nó lặp đi lặp lại như bạn vừa nói đúng không? Thế ấy mình làm ví dụ như là phân lớn là các dự án về nghiên cứu và thử nghiệm á mọi người. Ví dụ như nghiên cứu thử nghiệm vaccine đúng không? Đó. Lần một fail vứt đúng không? Và làm lại quy trình như vậy. Lần hai fail đến khi mà làm nào cuối cùng là đúng thôi, đúng không? Đó thì gọi là iterative. Thì kết quả nó độc lập đúng không? Còn incremental là mọi người biết rồi đúng không? Mình làm hầu hết các cái dự án Agile hiện tại là nó là incremental đúng không? Nó làm theo plan. Đúng rồi, làm cải thiện dần dần, đắp dần dần đúng không? Incremental là nó sẽ đắp dần dần. Đó. Còn adaptive thì nó là phù hợp với cái này. Đó. Trong adaptive thì cái này cũng khá là khó mường tượng ấy. Nhưng mà khi làm dự án mọi người sẽ nhận thấy được là nó sẽ phối hợp với hai cái này. Đó. Phối hợp với hai cái này. Đấy. Rồi phần lớn dự án của F-Shop thì nó nằm ở cái này. Mọi người ấy. Còn về incremental thì thường thường là các dự án về startup á. Về application startup á, thì nó sẽ rõ hơn. Rồi, về đặc tính của cái project thì thứ nhất là nó sẽ thiên về cái workload và risk và cái độ uncertain của dự án, cái cost và risk. Thì mọi người thấy không? Mình từ khi mình start cái project đến khi mình close á, thì nó sẽ đi qua quá trình về initial đúng không? Planning đúng không? Rồi executing, rồi controlling và cuối cùng là closing. Thì cái effort mà mình dành cho dự án ấy, nó sẽ tăng dần như thế này. Ban đầu thì ít starting dự án. Rồi đến khi mà project plan, phần planning đúng không? Phần lớn nhất là phần mà mình đưa carry out work á, thì nó bao gồm là executing, controlling và monitoring. Và khi close project thì workload nó sẽ như thế này, tham dự án nó như thế này. Thì cost và staffing level ấy, thì nó sẽ tăng dần cơ hình như thế này. Đấy.
Đi càng cái này á, thì mình sẽ có hình bên phải á, mình sẽ thấy này, cái grid á, cái grid là nó sẽ giảm dần đúng không? Đó, cái grid ở phần này, bởi vì sao nó giảm dần? Bởi vì ngay cái thời điểm ban đầu á, cái độ clear của dự án nó đã thấp đúng không? Thấp thì nó sẽ grid nhiều. Đúng Mọi không? người. Đó. Thì sau dần dần mình đi đi vào nhiều á, thì mình sẽ cái view của dự án á, cái vision của dự án sẽ thể hiện rõ ra. Đó, các requirement nó sẽ clear hơn, sẽ cụ thể hơn, thì lúc đó risk nó sẽ dần dần giảm xuống. Nhưng mà điều đó có nghĩa là cái cost nó sẽ cost update nó sẽ cao lên. Đó, cost ban đầu chỉ dành cho những cái phần planning và initial thing thôi, thì nó sẽ ít. Nhưng mà sau này cái phần mà về carrying work á, thì nó sẽ cao dần lên. Và phần closing thì mình phần phải validate với khách hàng đúng không? Là phần phải đóng close đúng không? Và phải accept AC đúng không? Thì khách hàng là trả tiền nên lúc này là cái cost up trên nó sẽ cao nhất, cost sẽ tăng lên. Cái này cũng đơn giản đúng không mọi người? Cái này thường thường thì nó cũng sẽ có một số cái nó không nằm trong câu hỏi nhưng mà nó sẽ nằm trong cái context của câu hỏi á. Dự án nằm ở giai đoạn cuối thì lúc đó là risk nó sẽ thấp đúng không? Thì mình sẽ dựa, họ sẽ có một số cái gì đó, một context gì đó để mình dựa vào cái idea mình đã nghĩ ra đó là risk thấp để mình tiếp tục mình kết hợp với những cái yếu tố khác để mình đưa ra được cái context mà bài toán muốn 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 sâu. Ok, mọi người ở cần nghỉ một chút này. Mình nghỉ một chút này, cho một số anh em làm điều thuộc ha. Tầm bây giờ là 38 này, mình tới 45 nha. Tới 10 giờ 45 nha mọi người. Ok. Rồi. Mọi người uống nước hay là anh em làm điều thuộc?
Rồi, ok, mình bạc lại mọi người nhỉ. Ok, mình tiếp tục nha. Rồi, phần này có bạn nào hỏi gì cái này không nhỉ? Này cũng chỉ là một cái contact trong cái câu hỏi thôi. Không hỏi cái này. Rồi. Này cái dự án relationship giữa cặp phây thôi. Nhất là sequence, mọi người biết rồi đúng không? Dạng như là cái thằng nào kết thúc, thằng bắt đầu, nó không overlap với nhau. Còn đây là overlapping thì có những cái phase mà ví dụ như là bên mình đúng không, requirement với coding đúng không, mình hoàn toàn có thể code trước khi mà requirement kết thúc. Có những cái án là họ yêu cầu rằng requirement nó hoàn toàn phải kết thúc cái đã rồi mới phase coding mới bắt đầu. Này. Project cycle với process group. Group thì project cycle thì cũng như là các bạn như là nói rồi ha. Thì còn group á, thì nó là những process mà nó group lại với nhau theo năm cái group này. Nhất là initiating. Initiating thì đâu đó có hai cái process thôi. Gọi là create project chapter với identify rằng stakeholder. Còn planning, executing với monitoring thì nó closing thì cũng chỉ có một cái process thôi. Đó. Phần lớn tập trung ở ba cái này. Đó. Tất cả có 49 cái process. Thì mọi người như mình message rồi thì mọi người nên học thuộc mấy cái đó ấy. Này init planning rồi executing. Trong executing thì mình monitor với control. À, cuối cùng là close. Có 6 cái constraint của project. Đó. Thì một project nó sẽ phụ thuộc vào 6 cái này đúng không? Mỗi cái biến đổi thì nó sẽ gây ra những biến đổi cho những cái còn lại. Risk, scope, time, cost, quality và resource. Cái này mọi người cũng biết rồi đó. Này thì nó không 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 nằm trong đề thi. Nhưng mà cái này nó thuộc dạng solid cái skill của PM. Những cái này mình sẽ đi nhanh ha. Rồi. Rồi. Thì đồng thời cái sáu constraint đó là cũng chính là cái ảnh hưởng tới cái mức độ hài lòng của các cái stakeholder. Stakeholder trước đây anh nhân có vậy đâu, tất cả những cái thành viên, những cái những cái người mà có liên quan tới dự án, ảnh hưởng tới trực tiếp hoặc là không trực tiếp tới dự án, từ khách hàng, từ các bộ phận liên quan, từ project member đúng không? Đó, rồi vendor. Mấy cái này cũng không ấy lắm, mình cơ bản đọc rồi mình đi nhanh qua mấy cái này ấy. Cái nào mà nó thực sự cần thiết thì mình sẽ focus sâu hơn. Rồi cái này đây, cái này thì cũng là một cái khá là phổ biến ở trong đề thi. Nó có 3 phần này, project work performance data, work performance information và work performance report. Thì cái này chỉ là mọi người chú ý là raw data nhé, là những cái gì mình tổng hợp, ví dụ như là 100 bug này hay là 50 story này, đúng không? Đó thì những cái raw data ấy. Đó. Và trong dự án này mình sẽ có những cái này. Còn information á là từ cái raw data này. Đấy. Thì mình sẽ mình phân tích, mình tổng hợp rồi mình đưa ra một cái chỉ số gì đó, ví dụ như là 50 bậc đúng không? Mình có mình tổng hợp được 100 bậc thì 100 bậc của nó là nó lên là nó tăng so với cái screen trước là 10% chẳng hạn, 20% này chẳng hạn. Thì đó chính là cái phân tích của mình. Đó, thì nó ra information. Từ information này á thì nó sẽ đưa ra report. Information này thì mình thấy được cái project mình đang ở progress như thế nào. Còn cái report á, thì đó là cách thể hiện cái information này.
một cách lên để đưa ra những cái quyết định. Ví dụ như là các bạn thấy bằng chart đúng không? Cái trend của cái bất từ năm screen gần nhất, nếu các bạn thấy tăng dần thì các bạn ra quyết định rằng là phải có quyết định có activity gì đó để mà giảm cái mức độ bất xảy ra chẳng hạn, đúng không? Thì sẽ ba cái khác nhau. Thứ nhất là cái này raw data, cái này thứ hai nữa là cả các bạn có phân tích cái raw data đó để ra những thông tin. Và từ thông tin này các xây dựng lên những các biểu đồ này, những cái gọi là visualize để các bạn có thể dựa vào đó. Đó, hoặc là những người manager của các bạn á thì dựa vào đó để đưa ra những quyết định. Đó. Ví dụ đấy, decision making. Trong đề thì nó cũng sẽ có một số cái context liên quan. Ví dụ như là ông PM tổng hợp những cái dữ liệu từ đó rồi phân tích thì lúc đó ông sẽ đưa ra cái gì. Ba cái này thì nó đi từ data, informant rồi từ report. Nó sẽ có từng mỗi process nó sẽ có cái này. Cái chữ MNC viết tắt của cái gì ấy nè? Monitoring and control. Executing, đây là mấy cái group process của mình. Cái A là knowledge area. Rồi. Cái topic A cũng khá là đấy, chiếm một nửa thời gian của mình. Để mình để mà các bạn nhớ hơn thì mình cũng có soạn còn đâu đó vài câu hỏi thôi. Share cho các bạn để các bạn đi nhân mấy câu hỏi thôi. Câu hỏi về topic AB. Rồi, thứ nhất là đây. Một ông member đúng không? Đang có một cái concern về việc mà project management process và project về lifecycle. PM thì mình nói cho các bạn, tức là các bạn hiểu được cái sự khác nhau giữa hai cái thuật ngữ đó như thế nào. Đó. Nhất là project management process sẽ take much more time hơn cái project lifecycle. Hai là project management process chỉ apply cho engineering project. Project lifecycle nó bao gồm information về cái việc mình manage cái project như thế nào. Hay là project lifecycle nó bảo rằng là what needs to be done để mà hoàn thành cái project, cái work trong project đó. Câu trả lời là gì các bạn? Mình gọi tên nha. Tú đi, xếp Tú ra đây. Tên Hoàng anh thêm Tú đi. Mình chọn loại C thôi, mình nghĩ là câu đi. Câu đi đúng không? Rồi Tú giải thích được không nhỉ? Thế thì câu mình loại C thôi, câu B thì chắc chắn là không đúng rồi nè, câu C cũng đúng rồi, thì đang phân vân giữa A và A và D. Tuy nhiên là cái A thì nó cũng hơi kiểu như là năm ăn năm thua, là nó cũng không có phải là quá rõ ràng về cái việc mà cái process thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn là cái life cycle. Và cái đi thì mình nghĩ là một cái nó thông tin nó cái về cái độ chính xác nó gần với cái mức 100% mất, nên mình chọn đi thôi. Loại C cũng là một cách để làm cái này ha. Mà Tú đúng rồi đó, thì lúc cái này loại C là cũng là một cách, nhưng mà cái đúng nhất là cái process đúng không? Cái process là mình project lifecycle là mình hướng dẫn mà đúng không? Hướng dẫn cái cách mà mình phải làm như thế nào đúng không? Đó. Này lúc nãy mình có highlight cái phần này rồi đúng không? Này, câu hỏi này thực ra thì nó cũng không đặc biệt lắm, cái quan trọng nhất là cách suy luận của các bạn á. Như Hường thì không có suy luận phức tạp giống Tú đâu,
đơn giản là nhìn vô cái chữ project lifecycle thì nó là một quy trình để làm dự án ấy. Thì cái quy trình dự án thì thường nó mang đến là what we need to be done. Rồi, đúng chính Đây xác. là suy luận đúng cái câu cái chữ của nó luôn. Ừ. Còn ba cái trên thì đúng là đọc vô chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng mà bản thân thì chữ project life cycle thì mình có thể suy luyện trực tiếp luôn đấy. Rồi. Cái kia của nó là Thì what needs bản chất to be là done đúng không? project management process thì nó lại sẽ cover toàn bộ các cái process còn lại, mà trong Rồi. này thì nó không có ở trong này. Rồi, cái này là keyword đúng không? Đúng rồi, chính là Rồi. keyword cho cái thằng life cycle ấy. Rồi. Ở đó thì trong trong cái câu hỏi mà bên thi á, thì mình cũng đã suy luận như vậy thôi. Đó. Quan trọng nhất là thường thường là mọi người sẽ thấy là đầu tiên mình đọc là mình nên đọc cái nhiều nhiều lúc mà mình dài quá đúng không? Nếu như mà thời gian cho phép á, không cho phép á, mình đọc luôn cái câu hỏi cuối cùng luôn. Đó. Đọc câu hỏi cuối cùng trước. Còn thời gian cho phép thì mình nên cố gắng đi qua để kiếm được keyword. Rồi, đây. Ok, thì bà Lara này. Bà đang là project cho đang manage project trong cái company. Mà bà ta là có it, less đúng không? List đúng không? Authorize và have to constant report to một functional. Đó. Functional. Thì hỏi rằng là to which organizational does her company belong? A. A rồi bạn có thể giải thích A luôn nhỉ? Functional thì cái mà authorize thì nó nằm ở ông functional rồi. Cái Chứ đó còn list đúng không? chị em Không. thì không có Rồi. cái quyền hạn gì ở đây cả. Đúng rồi. Đó, này she has list là một key đúng không? Và thứ hai là ông phải report cho functional manager, Đúng rồi. constantly report cho functional manager đúng không? Và cái này thì rõ ràng là functional đúng không? Cho em hỏi là nếu như bà Lara đó bảo là responsible for managing your project thì role của bà có phải là PM không? Nếu như mà Đúng. role PM có xuất hiện ở trong cái tổ chức mà có cả functional manager, có cả PM thì em nghĩ nó ở cái mô hình dạng như là weak matrix thì bà sẽ có ít cái authority, bà vẫn sẽ có ít authority và bà vẫn sẽ phải là report to cái người functional manager. Rồi nhưng mà em chú ý câu cái từ là constantly đúng không? Được chưa? Constantly ông phải tức là chắc chắn là ông phải gọi là ông read read file report cho ông functional manager. Đó. Có nghĩa là lúc này ông functional manager là ông to nhất nằm quản lý hầu hết tất cả những trong trong dự án đó. Nha. Trong tổ chức đó. Chú ý nha, chú ý chỗ phần này. Đó, Dạ như rồi. mình nói cho các PMI nó rất là clear ở chỗ này. Cả hai cái dữ kiện là mình cần phải quan tâm đúng không? List authorize và constantly report cho functional manager. Rồi, mình tiếp nha. Rồi, ba. Rồi, mình đang list một cái engineering department trong company đúng không? Sau đó thì mình certain delivery tới missing schedule. Rồi khi mà quá trình mà closure á, thì bạn quan sát và thấy rằng là xảy ra với một cái team member, quan sát một cái team đặc biệt một cái team member á, bạn quyết định rằng discuss với team member đó. Đầu tiên á, thì ông team member đó rất là ngại ngùng nữa để discuss. Nhưng mà sau cuối cùng thì ông open lên và ông chỉ ra được là những nguyên nhân của việc delay trong những cái hướng dẫn in, different instruction coming từ phía mình cũng như là từ cả cái cũng như là cả từ project manager đó và CNK rằng là từ mỗi lần mà ông confuse rất là confuse đúng không? Cô ta tức là cái member đó nói rằng á, indicate rằng á, là cứ mỗi lần mà confuse nó liên quan tới những kỳ Nên là liên quan đến vấn đề giao tiếp ấy. đúng rồi, tức là Thực dẫn. cái instruction to follow, tức là rất khó đúng không? Khó để mà follow theo ai. Đó. Thì
Vì vì vậy nên là những cái vấn đề project nó bị delay. Thì bây giờ họ hỏi hỏi là what kind of project structure này là nó giống nhất. Đó. With matrix. Rồi. With matrix. Rồi ai có ý kiến gì khác không? Rồi, như vậy là bây giờ đúng không? Bạn là Engineering Department, bạn có phải chính là chính Functional Manager không? Đúng rồi. Rồi, bây giờ ông member đó ông nói rằng á, ông rất là conflict, rất là confused. Bây giờ ông không biết report cho ông nào, đúng không? Ông manager, project manager hay là mình. Đúng không? Và ông không biết là ông theo hướng dẫn, ông đi theo hướng dẫn của ai hết. Đúng không? Đi theo hướng dẫn của ai hết đúng không? Như vậy ông expect rằng là chưa biết được là đi theo hướng dẫn của ông của mình hay là của ông project manager. Đó. Thì như vậy là cái này và cái này là loại bỏ đó đúng không? Mình chỉ có hai cái này thôi đúng không? C và D thôi đúng không? Rồi. Rồi, như vậy là nếu như mà quick á, nếu quick Thì matrix có không có vai trò của ông PM ở đây, ông functional, rồi ông functional thôi nên thành ra là cái quick thì con rồi mình functional chỉ còn hai đáp án này thôi đúng không? ông viên Rồi. balance là có vừa có ông functional vừa có ông nhân viên ở các cái vị trí không có ông PM. À, tức là vừa hai ông đúng không? Hai ông mix đúng không? Hai ông vừa vừa đưa ra cái chỉ dẫn đúng Đúng rồi. không? Most likely nha, mọi người nhớ most likely nha. Sai Còn nếu như quick matrix thì rõ ràng là ông PM không có chỗ PM nào rất là ít đi đúng cả. không? Đúng rồi. Thì ông không cần gì phải concern được việc là report cho PM hay không đúng không? Và ông Đúng rồi, report cho chính mình xác. luôn. Đó, như vậy là đáp Nó án nó là là đi. D nha các bạn. Đúng rồi. À, mình suy luận vào đề thi mình suy luận như vậy thôi. Rồi, 4 hay Fred là hit PMO đúng không? Ông là PMO manager đúng không? Rồi. Fred wanted control of the project by directly managing them đúng không? Cái mức độ control của Fred là rất là cao đúng không? Thì bây giờ mình hỏi là những cái dưới này á nó mô tả cái PMO Fred Manager là manage kiểu gì phong cách manage kiểu gì, nhất là PMO Fred là directive PMO, thứ hai là supportive PMO, thứ ba là based trên những cái information trên á thì nó Fred này giống như là controlling PMO vậy á, và cuối cùng là Fred PMO là dường như là đó mát với cái leader style thôi. Đó, giống như là độc tài vậy á. Đó, thì ông control rồi ông very high đúng không? Manage trực tiếp luôn. Đó, cái mức độ control này là trực tiếp luôn. Very high đúng không? Còn vậy thì các bạn suy nghĩ chọn cái nào? Có chữ trực tiếp thì em vẫn chọn directly luôn. Các bạn nào có ý kiến nào khác Hồi nãy dạy thì chỉ có ba loại thôi, direct với lại support với control. Thì trong câu ABC thì cái A thì nó sẽ đúng nhất. Nhưng Rồi. mà Hương cũng muốn hỏi một xíu, tại vì để tránh trường hợp bị trick ở trong cái đề thi ấy. Thì tại vì lúc nãy Đạt có bảo là cái này là đúng là quản lý trực tiếp là full quyền full right đấy, nhưng mà có vẻ hơi độc đoán bởi cái ông Fred này, ông hơi áp đặt đấy, ở trong câu hỏi nó còn có vẻ hơi áp đặt đấy, thì nó có rơi được, có khi nào nó rơi vào D không? Rồi mình giải thích luôn cái này là cũng là một cái trick cái Đang bẫy sợ là cái của trick ấy, tại vì cái câu bẫy của câu PMO hỏi đấy, nó nhưng mà rất hơi là rõ ràng nha.
Khi mà PMO đưa ra là mình sẽ có 3 loại thôi, Directive và Supportive và Controlling, thì nó chỉ có 3 loại thôi. Đúng rồi. Thì cái này thì nó sẽ gắn liền với cái khác. Cái này sẽ gắn liền với Leadership Style. À, sau đó các bạn học Leadership Style sẽ có một Để mình dễ chọn cái lựa style biết là độc sao cái quyền. chọn Độc tài đúng không? Độc tài dân chủ là sau này sẽ có rất là nhiều thứ. Thì cái này là gắn quyền với Leadership Style, nói về thằng style Leadership PMO. better. Đó. À, này, như bạn đầu tiên chính xác là mình có những keyword là nó direct Thì managing. Đó. với lại hai Đúng rồi. Đó, cái mức độ control. Đó. Và hai thì nó directive. Rồi, sale của ACB ABC Bank á, concern về việc gọi là increase một call answering time in the bank, call center. Chẳng như khách hàng gọi tới đúng không? Đợi lâu quá thì bây giờ mình phải improve nó đi để mà cái feedback khách hàng nó nhanh hơn. Và she want to improve call center process gọi là call answer me. Thì what should the CMO CEO do to address this situation, nên là set up một cái PMO để mà phục vụ cho cái dự án này. Thứ hai là assign một cái very competent project manager để manage cái activity này. Ba là move cái này tới project type, nó tạo ra một project này, là thành một project type. Và tức là continuous với functional organization structure và try to streamline activity. Nếu như mà cái call center thì như lúc đầu anh nói thì nó không phải là mô hình project mà nó là operation. Rồi, mình suy nghĩ theo hướng đó thôi. Đúng không? Thì mình suy nghĩ thôi, nó là operation đúng không? Đó. Operation Nó thì functional. ABC có loại không? Đúng không? Loại, ABC đúng là là ABC. assign một PM cho ông á, đúng không? Cái này cũng assign PM đúng không? Cái này người assign Dạ PM đúng đúng. không? Cái này cũng đưa ra thêm một project đúng không? Thì chỉ có cái functional structure thì mình chọn luôn cái đề. Rồi, vì vì tại sao mình chọn functional là giống như là nó chuyên biệt á, đúng không? Đấy, thì call center là nó chuyên biệt. Thì nó đây là một đây là cái này là mô hình làm operation, nên là đáp án D là tức là continue with functional organization structure, có nghĩa là đưa cho một cái bộ phận chuyên biệt để làm, thì như bộ phận call center chẳng hạn đúng không? Và try to streamline activity. Đó. Streamline là mọi người biết không? Nó sẽ đưa ra một cái activity ghét đầu dòng để mà giống như một cái tuần tự vậy đấy. Thì nó chính là những cái repeat repeat activity đúng không? Chính là operation. Đó. Thì mình chọn D. Rồi cái này thì chắc là chưa, cái này sẽ sau. Rồi, ok, mình sẽ đi qua cái phần này, hy vọng kịp giờ mình còn cái phần này cũng khá quan trọng về plan và manage scope. Mình sẽ đi nhanh ha. Hôm nay sẽ chú ý mọi người sẽ chú ý sẽ tất cả những cái gì liên quan tới plan và scope, về việc mà mình plan này, mình define cái mình làm WBS này, define scope như thế nào này, rồi define các cái AC này, rồi mình sẽ có những cái deliverable đó là requirement registry, work performance report, cái này thì mình có nói rồi đúng không? Cái traceability matrix, cái tool thì mình sẽ có một số cái tool đặc biệt về ở ra em các cái tool để estimating rồi backlog rồi đấy các cái vấn đề các cái document liên quan khác nữa. Project scope cái này là nó ban đầu dự án đúng không? Mọi người sẽ thấy cái scope khá quan trọng, mình không define được cái scope, mình không định nghĩa được cái scope của mình thì mình sẽ không sẽ bị dễ bị lạc lối đúng không? Thì
Objective của cái này thì mình thứ nhất là mình biết được process của scope management. Rồi mình sẽ biết được scope baseline là gì. Đó. Rồi đặc biệt là cái scope statement nó nằm ở đâu. WBS và WBS dictionary nó khác nhau cái gì. Rồi cái này thường thường là người ta gọi là RAM. Requirement traceability matrix, work bucket, rồi product scope vậy là project scope. Project scope thì nó khác nhau cái gì? Đó. Rồi mình sẽ làm có một số cái tool mà mình cần phải biết, thì những cái này mình sẽ đi kỹ sau này nó sẽ lặp đi lặp lại thôi. Cái những cái tool này nó sẽ được dùng rất là nhiều về cả cái brainstorming này, rồi cả technique trong cái việc estimation, voting này, Delphi technique này, rồi group decision making này, rồi các cái diagram, rồi các rồi prototype, rồi observation, rồi có hai khái niệm khá là quan trọng là goal plating với scope grip. Rồi scope definition đó là tất cả những cái gì, những cái sum of product, service và research để mà provide cho cái project. Project thì nó bao gồm những cái work mà require, đúng không? Đó, và chỉ require cho cái những cái work require thôi để hoàn thành cái project đó. Và những cái ngoài ngoài cái work require thì mình sẽ không thuộc vào project, nên là mình có in scope và out scope. Scope đó là scope của project. Rồi mình sẽ phân biệt được project scope và product scope. Product scope thì nó liên quan tới engineering hơn, đúng không? Nó functional và những cái characteristic liên quan tới product và service. Product requirement và product specification. Còn project thì nó sẽ rộng hơn. Nó là tất cả những gì mà mình cần làm để mà thực hiện cái để hoàn thành cái product hoặc là service hoặc là cái kết quả đó. Đấy. Thì cái này project scope thì nó bao gồm product scope và những cái gì liên quan tới làm trên product để mà đưa product ra operation. Trong project scope thì mình sẽ có project scope statement. Nó sẽ quy định là project mình có những scope gì, in out là gì. Mình có WBS và WBS dictionary. Hai khái niệm này chút nữa mình sẽ trình bày cho mọi người khác nhau cái gì để cho dễ nhớ. Rồi. Như trước đúng không? Mình có nói là về plan driven và chain driven đúng không? Plan driven là mình có waterfall này, gọi là predictive này, hay là traditional này. Thì cái này rõ ràng là cái deliverable đó, nó được define rồi đúng không? Và nó hạn chế chain đúng không? Còn requirement thì nó sẽ đã được ngay từ đầu rồi. Đó. Cái việc validate scope á, tức là mình validate sản phẩm product của mình á, thì nó thường thường á, nó xảy ra với mỗi cái deliverable tại cái phase mà cuối cùng thôi, một phase chỉ định thôi, đúng không? Ví dụ như là cuối dự án chẳng hạn, khách hàng sẽ verify một lần. Còn scope baseline, scope thì nó phải thực hiện trong khi mình validate scope và control scope. Còn adaptive thì nó sẽ ngược lại một chút. Adaptive thì mình có incremental đúng không? Repeat với adaptive thì thứ nhất là cái này ban đầu requirement ở mức cả high level thôi. Đó. Deliverable thì được là phát triển dần dần đúng không? Từng incremental dần dần. Việc collect requirement ở ban đầu á, thì nó là high level, nhưng sau này mình sẽ repeat dần. Mình sẽ lặp đi lặp lại cái việc mà collect requirement ở define scope. Việc validate scope á, và control scope nó sẽ diễn ra liên tục theo từng iteration. Rồi mình sẽ có một khái niệm là backlog. Backlog là tất cả những gì mà requirement nó thể hiện trên đó và nó sẽ được refine dần. Ở đây họ gọi là reflect current needs of the project, có nghĩa là nó sẽ bị sẽ được modify, được update dần dần theo cái yêu cầu của project.
Hai khái niệm này cũng dễ đúng không? Mọi người dễ hình dung mà đúng không? Rồi, mấy cái này thì cũng không có gì nhiều. Nhưng mà mình sẽ đi focus vào những cái gì mà nó chính thôi. Overview về scope thì scope là khá là quan trọng rồi, mọi người biết rồi đúng không? Scope thì nó để scope tốt, mình clear được scope á, thì nó dẫn đến là team member nó clear được những việc mà họ cần làm hơn. Thứ hai nữa là mình dễ dàng để document được những key để to delivery. Đó. Hai nữa là cần chú ý, thứ nhất là tất cả các document mà liên quan đến scope á, cần phải được access, tức là sign off á. Và mình phải có cách quản lý cái trên trên request hợp lý đối với từng cái loại project. Về trend hiện tại á, trend hiện tại thì mình chủ yếu là quan trọng nhất là mình phải collaboration với cái khách hàng đúng không? Với business analyst bằng cách là mình sẽ sử dụng những cái tool hay những cái phương thức mình involve khách hàng sớm nhất có thể. Cái này thì các bạn đọc thêm ha, mình sẽ không không đi quá chi tiết với cái này. Này thì cái thành công mà để mà nâng cao mức độ thành công của project á, thì ông manager á, project manager, ông PM và ông BA hoặc là khách hàng, BA khách hàng, ông product owner á, đó thì ông phải collaborate với nhau, nó phải gọi là có responsible để mà cùng đạt được cái mục tiêu chung của dự án. Tailoring. Tailoring thì trời chắc là anh Nhân cùng nói về việc tailoring đúng không? Mọi người ở đây cũng biết tailoring nhiều, Hoa Chiến cũng là biết tailoring nhiều đúng không? Tailoring là để làm sao dự án mình phù hợp với content của mình update, mình mong muốn modify những cái process chuẩn á. Nó phù hợp với process của mình hơn. Thứ nhất là đối với cái dự án base scope thì mình có analyst và cái requirement management. Thì agile nó sẽ khác với cái chuẩn một chút, nó khác với cái waterfall một chút, thì mình sẽ cần tailoring. Thứ hai nữa là về cách validation và control. Thì agile thì nó phải làm theo từng iteration nhỏ, thì mình cũng cần phải tailoring cái này. Rồi cái development approach thì mình tailoring thì khi mình tạo dự án thì mình cũng biết được dự án mình nên cần theo cái approach gì, ở dài hay là có thể là Kanban hay là Scrum hay là waterfall. Rồi tùy theo mức độ stable của requirement, rồi tùy theo cái những cái governance policy. Ví dụ như là có những dự án nó liên quan tới chính phủ, những cái liên quan những hệ thống Galaxy á, thì họ bắt buộc là phải làm theo waterfall chứ họ sẽ không làm theo agile. Đó. Rồi, mình dựa vào context của dự án mình để consider cái agile hay là adaptive thôi. Dự án mình requirement không rõ ràng, nó cần phải refresh liên tục thì mình dự án mình đề xuất về agile hoặc là mô hình adaptive. Process thì mình có 6 cái process đúng không? Đầu tiên là plan. Plan thì mọi người biết là plan là nó tức là mình sẽ đặt ra cái vấn đề là how, đúng không? Mình sẽ manage cái scope như thế nào. Đó. Tức là cái guideline là chủ yếu đúng không? Thứ hai là mình collect requirement, mình gặp khách hàng, mình làm tất cả những vấn đề, mình meeting, mình làm tất cả những cái tool khác để mình collect tất cả những requirement của khách hàng, đúng không? Requirement để làm dự án. Là không phải là những requirement nào cũng có thể làm được, thì mình phải define cái scope của dự án mình làm thôi. Có thể là nó có 10 requirement nhưng mà có 5 6 cái requirement nằm trong scope thôi. Còn 4 cái requirement nó không nằm trong scope thì có cái bước define scope này để mà mình grooming lại cái thằng requirement này. Đó. Và sau khi cái này, sau khi define scope thì mình sẽ tạo ra WBS đúng không? Work breakdown structure. Rồi. Khi mình làm xong đó, làm xong mình làm tất cả xong rồi mình phải validate cái scope đó, đúng không? Đó, mình validate scope đó, rồi scope nó có đúng với cái requirement của khách hàng hay không? Đó. Và mình là control scope, đúng không? Validate scope này mọi người chú ý là từ phía side khách hàng nhé. Còn
xỉa mà tester min á, tester min mà đi test rồi làm unit test hay là làm testing integration test system test á, thì nó thuộc là control scope nha. Đó. Còn khách hàng verify á, thì nó là thuộc validate scope, và mục tiêu của validate scope là mình sign off được cái packet của mình. Cho nên mọi người phân biệt thì có những cái action mà nó internal team nó làm nhưng nó không phải là validate scope. Nó thuộc control scope. Rồi, cái này thì mọi người thấy đơn giản đúng không? Đó. Rồi, plan scope. Thì như mình nói, plan scope là cái cách mà mình how thì how the project scope will be defined đúng không? Định nghĩa như thế nào, rồi monitor như thế nào, verify như thế nào, develop như thế nào, control như thế nào. Đây là một cái plan để mà giúp mình giảm risk trong việc mình hoặc risk của cái việc là scope risk. Scope risk là trượt scope nha các bạn. Trượt là có thể là bị nhiều hay là bị ít. Trượt là một cái thời điểm là mình gọi là mình không control được scope thì mình gọi là trượt scope. Rồi nó provide những cái hướng dẫn, những cái direction đúng không? Để mình quản lý scope sao cho nó tốt đó, trong suốt quá trình dự án. ITTO ITTO là mọi người cái tắt của input, tool technique và output. Thì mình sẽ có những cái này, thì mình sẽ đi qua nhanh thôi. Thứ nhất là đi input, flow của nó. Mọi người nên học cái flow này sẽ nắm kỹ hơn. Cái này là gọi là stream data đấy, từ develop chapter, từ cái process là project, cái project chapter đúng không, input của nó này đó, là từ cái process 4.1 là develop project chapter, rồi những cái document là từ project management plan, rồi từ FOPA là từ cái này, mấy cái này thì đưa về vào plan scope management đó. Thì đây là output đó, đưa ra output. Học cái này sẽ dễ hơn là học cái này đó. Mấy cái này có phải học thuộc không ạ? 49 cái là mình phải học thuộc này. Ví dụ như là học thuộc cái này thôi. Còn cái này là mình sẽ trong quá trình mình học á, là mình sẽ nhớ được, mình sẽ có nhớ những cái tool này. Tại vì đang thấy là mỗi cái phần scope management thì nó sẽ có những cái tool khác nhau ấy, để làm sao mà phân biệt được tốt được cái phần tool technique đưa vào rồi input đầu vào. Thực ra là mình không cần học thuộc đâu. Mình sau mình học á, mình plan scope á, mình sẽ có mình học dần á, cái kiến thức của mình sẽ dần mình biết rằng làm plan scope thì mình nhớ là mình có 1-2 cái tool gì ở trong này, chứ không phải là cần phải nhớ cụ thể là 1-2-3 đâu. Mình nhớ cái phần này, ví dụ như là scope management là sẽ có 6 process đúng không, một plan, hai là add collect requirement đấy, mình chỉ cần nhớ cái đó thôi. Mọi người cố gắng, nếu như mà học thì học theo cái streamline này, nó sẽ dễ nhớ hơn. Rồi, đi qua input này. Input thì mình nói project chapter mà người biết rồi đúng không? Cả high level. Trong đó nó có cái define, cái high level scope của project. Rồi thứ hai là project management plan. Thì thường thường á, thì các dự án mà nhỏ thì cái tất cả các cái gọi là cái plan khác á, ví dụ như schedule, scope hay là cost á, thì nó nằm ở trong này luôn. Nó nằm một phần ở trong cái project management plan luôn. Còn những dự án mà ngoài, dự án khá lớn, ví dụ như là những dự án viễn thông này, dự án về xây dựng này, thì họ có nguyên một gọi là một ban quản lý dự án. Đấy, một người sẽ có một cái làm plan như thế này. Thì họ có van, có procurement này, có communication, nó làm riêng hết. Đó. Thì nó tùy theo size của dự án đấy. Đấy. Thì cái ba cái phần cái project management plan là cung cấp cho mình những cái này. Những cái stakeholder engagement plan, communication plan, risk management plan, rồi những cái subsidiary plan khác. Thì những cái này nó ảnh hưởng tới cái plan và manage scope của mình. Đó. Ví dụ như là mình đơn giản là mình nói là stakeholder đúng không? Thì mình cần biết là ông nào là ông đưa ra requirement chính nhất, và ông nào là có power nhất cho việc confirm requirement. Đấy.
Về OPA thì mình không nói đúng không? Này cái này historical asset ở trong đơn vị có thể giúp mình template này, đúng không? Đây template này, rồi những cái lesson learned này, còn đây là AAS, đúng không? Này cái này mình nói nhanh nha, mọi người cần clear hơn thì cứ raise hand nha. Cái này sẽ lặp đi lặp lại rất là nhiều, hầu hết là 40 cái process đều có cái này hết á, the input của nó đều có cái này hết á. Rồi cái tool. Tool thì mọi người thấy đâu? Expert judgment là mấy ông FBI mọi người. Đó, expert á. Mấy ông mình tham khảo ý kiến của mấy ông FBI á, mình đưa mấy ông kinh nghiệm vào, có những kiến thức đặc biệt đó vào để bắt đầu plan scope cho mình. Đó, và sau này mình plan code hay plan cái gì vậy thì hầu hết là đều mình involve những ông này vào. Ở đây là cái tool đầu tiên mà mình có. Rồi, data analysis thì alternative analysis thì cái này cũng khá là phổ biến nha. Thì cái này chỉ là so sánh thôi. Mọi người so sánh ví dụ như là có nhiều cách để mà thực hiện collect requirement đúng không? Thì mình đánh giá từng cách, sau đó mình biết được là cái cách nào là tốt nhất thì mình dùng, hay là mình sẽ phối hợp tất cả những cách đó với nhau. Thì đó là gọi là alternative analysis. Mình đưa ra cái cách nào phù hợp nhất với cái dự án của mình thôi. Meeting thì mọi người biết đâu đó. Meeting thì để mà mình lấy ý kiến tất cả mọi người. Đó. Thì nó cũng sẽ bao gồm những ông SME lúc tuần số 1 nữa. Thì mình nên á, thì nói nên tất cả những người nào mà có liên quan tới dự án thì nên đưa vào trong meeting để mà đưa được những cái view nhiều nhất. Để mình đưa ra cái scope nó clear nhất. Rồi output. Output thì là dễ đó. Scope Management Plan và Requirement Management Plan. Mình sẽ giải thích kỹ hơn hai cái này chút, về hai cái này đụng chạm khá là nhiều. Scope Management Plan thì đúng không? Nó chứa những cái gì? Nó chứa scope của project, scope statement này. Rồi nó có khả năng để mà giúp mình tạo ra một cái WBS. Rồi nó tạo ra, nó đưa ra một cái cách để WBS nó được manage và approve như thế nào. Rồi cách mà accept nó formal acceptance như thế nào, delivery như thế nào, rồi là cách mà các scope và các change request nó được quản lý như thế nào, đó, và xử lý như thế nào, thì đó là scope management plan. Ví dụ như là hay đúng không, statement, scope statement là mình làm cái gì, in scope, out scope, từ đó là mình có thể tạo ra WBS và những thông tin là WBS được quản lý như thế nào, rồi acceptance cơ bản là như thế nào. Đó. Rồi trên control board như là ai, rồi mình sẽ quản lý trên control như thế nào. Thì trong cái scope management là sẽ có cái này. Requirement management plan, cái này thì mọi người có thể tham khảo ở trên QMS đó, nó có cái này. Đó. Thì requirement đúng không? Đơn giản nhất là cách lấy requirement như thế nào. Đó. Rồi plan lấy như thế nào, rồi độ chính xác của requirement như thế nào. Đó. Rồi mình update cả requirement như thế nào, đấy, improve ở mức activity như thế nào, approve ở mức activity như thế nào, thiên về requirement, bên kia là thiên về scope, này, cái này nó detail hơn là detail hơn cái bên kia. Rồi process về collect requirement, mình biết là cách mình plan như thế nào rồi đúng không, how như thế nào rồi, thì mình collect requirement. Thì bắt đầu collect requirement thì mình thấy rằng là tất cả requirement là tất cả những gì đúng không? Tất cả những gì requirement mà mình những yêu cầu mà dự án khách hàng yêu cầu đó, thì mình sẽ cần phải collect. Mình sẽ biết được. Mình sẽ đánh giá mình cái nào là state, cái nào là unstate. Cái nào quan trọng và cái mình đánh giá mức độ của nó. Đấy. Thì hãy làm sao được không bị missing requirement. Đó. Requirement thì có thể là những mơ hồ đúng không? Hay requirement, mình có requirement đó là tập hợp tất cả những yêu cầu đúng không? Cần thiết những nhu cầu mà của tất cả stakeholder ấy. Highlight còn trên highlight bởi cả stakeholder. Stakeholder tất cả những người liên quan tới dự án ấy. Rồi ai là collect thì đó là manager, PM, PA này, project team này đúng không?
Đó. Rồi ai là người provide? Thì nó là sponsor đúng không? Business user, tất cả những người liên quan ở phía external của project đúng không? Rồi. Mình phải define và document lại những cái requirement đó để mình biết rằng là khi mình làm thì mình đã meet được cái requirement đó chưa. Rồi mình cung cấp những cái basic of define. Basic là những cái guideline nha. Có nhiều bạn trước đây mình dạy PME PMF á thì mọi người hay nhầm là cái basic là chữ S, đấy là chữ S nha các bạn. Đây là một cái document để mình mô tả cái cách mình defining và managing thôi. Còn basic thì nó là khác ấy. Basic là ví dụ như là nó là cái gì mà cơ bản nhất. Đúng không? Mọi người chú ý cái này là thường hay nhầm. Nhiều bạn team lead, thậm chí PM hoặc PME, PMF cũng hay nhầm cái này. Cái này thì anh nhận không? Đây là requirement của khách hàng thì vô tần đơn giản như thế này thôi. Làm cái lục xe trên cái cây trao lên thôi. Nhưng mà mình thì lại suy nghĩ ra là loạt tùm lum nữa. Thì đây là một cái gọi là một cây rất là bình thường của việc mà mình collect requirement thôi. Requirement thì mình có những cái mình phân tích mình gọi là group nữa. Mình có business requirement, stakeholder requirement, solution requirement, transition requirement, project requirement, rồi quality requirement. Đó. Thì mình sẽ gọi như thế này, cao đi về như thế này. Này thì cái này thì trong đề thi nó cũng không 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 thể hiện đâu. Cái này chẳng qua là mình PM nên hiểu thôi. Additional knowledge cho PM thôi. Rồi, hai cái này thì chắc là mọi người cũng biết nhiều rồi đúng không? Functional requirement. Đó, tức là nó mô tả về behavior của product và non-functional thì nó mô tả những cái khác ngoài cái functional product. Mình có thể ví dụ một cái ví dụ như functional thì function A làm như thế nào đúng không? Login rồi sign out hay là gì gì đó làm cái một cái business gì đó. Còn non-functional requirement thì nó có nhiều thứ đúng không? Ví dụ như là khách hàng yêu cầu performance này, security này phải đạt tiêu chuẩn như thế nào đúng không? Performance phải đạt tiêu chuẩn như thế nào? Thì gọi là non-functional requirement. Đó. Cái step để mà collect requirement, cái này là knowledge thôi, nó cũng không liên quan đến thi cử gì cả. Đó. Là conduct để activity, rồi document lại, rồi categorize requirement, rồi priority. Rồi ấy. Cái này thì các bạn đọc thêm này, nhân thôi. Rồi trong collect requirement về để input thì mọi người thấy input là luôn luôn có tới thằng project chapter đúng không? Đó. Chapter. Chapter thì nó define cái scope, highlight high level scope. Hai là nó project mission plan. Thì nó có những cái sub series plan, những cái sub plan khác. Về scope này, về requirement này, stakeholder này. Rồi input rồi projector thì mình này. Rồi cái này mình cũng đi nhanh luôn nha. Rồi, rồi ở đây có assumption lock, thì mình chú ý này, assumption lock là những cái giả định đúng không mọi người? Đó. Ví dụ như là làm scope này thì giả định là như thế này, bởi vì cái requirement ban đầu là chắc chắn là nó không clear đúng không? Là những cái mình cần phải document cái này lại, đưa thành một cái file, người ta gọi là lock. Rồi lesson learned là những cái bài học từ những cái dự án trước. Rồi stakeholder register là mình sẽ biết được là register là những cái danh sách của những người liên quan tới dự án và đặc biệt là những người nào mà mình phải cần đi identify những ông quan trọng nhất và ông liên quan tới requirement. Ông nào là liên quan cung cấp requirement, ông nào là người mà phải người approve requirement, người sign off requirement cho mình đó. Đó, mình thì mình cần thỏa mãn ông đó nhất. Rồi các key exception ở trong project chapter. Business document, business document và benefit document á, thì đó là hai cái document mà nó để làm cho làm nên cái project chapter. Thì business case, business case là nó nằm trong business document. Thì nó mô tả này document để mà
mô tả cái benefit mà dự án mang lại thôi. Cái này cũng không cần claim, tức là có một số câu hỏi nó vẫn cần nó hỏi rằng là ở ông PM đang làm cái này thì nó cần cần cái tài liệu gì, thì sau đó thì nó có list ra, có thể là business document hoặc là benefit business document. Đấy. Rồi, business document. Rồi, ok. Cái này thì cũng không không cần cụ thể lắm, mọi người sẽ đọc thêm nhé. Rồi. Đấy, mấy cái này mọi người đọc thêm nhé. Rồi, business case. Đây, khá là nhiều. Business document. Đó. Rồi các agreement. Agreement này nó nằm ở trong cái, có thể nằm ở trong project chapter. Hoặc là nó có thể có một cái riêng luôn. Cái riêng mọi người thấy này. Nhưng có cái contract này, có cái mẫu này, cái SLA của mình với khách hàng này, rồi các term này, ở đây có các term nữa, letter intent này, rồi về cái này thì nó nằm thuộc phần contract, đúng không? Hoặc là một contract hoặc là ở những án lớn đó, thì nó sẽ có những cái riêng luôn. Rồi AES với OPA thì mình sẽ đi qua nhanh ha. Và tool technique rồi cái này khá là dài. Cái tool thì đấy mọi người thấy đầu tiên là expert judgment đúng không? Cái này thì mấy ông SME vào. Hai là data gathering là mình tổng hợp data đúng không? Mình đầu tiên là interview. Mình có thể là interview bằng cách gì? Interview bằng nhiều cách đúng không? Mình face to face đúng không? Hoặc là mình survey đúng không? Đó. Thì mỗi cái interview cái face to face và cái survey thì nó có những cái mục đích và những cái lợi ích khác nhau, thì cái đó mọi người tìm hiểu thêm nhé. Đó. Và mình focus group có nghĩa là mình sẽ collect những cái ông nào mà cái chuyên gia về cái mà mình cần đang làm thôi. Ví dụ như là dự án của mình chuyên về insurance đi, về bảo hiểm đi, thì mình chỉ cần những ông nào mà qualify về bảo hiểm thôi, đưa mấy ông nào vào giúp mình plan, giúp mình manage scope. Brainstorming mọi người biết rồi đúng không? Brainstorming thì mình generate những cái idea rồi sau đó mình follow theo cái brainstorming theo cái process này. Rồi brainstorming rồi ngoài đó đây questionnaire and survey đấy. Questionnaire and survey thì nó giống nhau, gần gần như giống nhau ha. Survey thì nó sẽ gọi là open hơn một chút thôi. Cái này mọi người làm nhiều rồi đúng không? Rồi, benchmarking. Benchmarking là mình compare, đúng không? Mình so sánh đúng không? Đó. Mình so sánh những cái tool với nhau để mình chọn ra cái cách mà tốt nhất. Đó. Để phù hợp nhất cái việc ví dụ như là manage scope theo solution này và theo approach kia thì mình xem mình biết được rằng là cái nào phù hợp với context của mình. Rồi, data analysis. Data analysis thì đúng không? Data analysis thì thứ nhất là mình document analysis thì mình phân tích cả cái document thôi, mình xem xét rằng là những cái document ở trong này đó, những cái document mà từ phía khách hàng đúng không? Để mà biết để có thể hết được cái việc mình collect requirement như thế nào hợp lý nhất. Từ requirement nó cũng sẽ nằm ở trong trong tất cả những tài liệu này. Mình đưa vào cái requirement. Rồi decision making đúng không? Rồi, multi decision, multi critical đúng không? Mình có nhiều mình có thể đặt trọng số cho mỗi cái tiêu chí. Đó, đưa ra một matrix để mình đánh giá cái tiêu chí nào nó tốt nhất. Đó. Đây, ví dụ như cái này đúng không? Multi critical, multi criteria decision analysis. Ví dụ đây là từng cái item đúng không? Mình định cho nó như hạt C, B, and C đúng không? Ở đây là bốn cái option đúng không? Đó. Cái weight của nó cho từng cái này, weight cho từng này. Đó. Mình cho điểm vào, rồi mình dùng nhân lên. Sau đó mình tính tổng hợp lại như vậy là thằng nào cao nhất thì mình chọn thôi đúng không? 810, 19 cao nhất là mình chọn cái này. Đấy. Chọn cái này để mình theo solution này.
Rồi decision making, ngoài ra mình voting đúng không? À, voting thì mọi người ở đây đúng không? Sẽ có bốn cái này mọi người phân biệt nhé. Lúc này mình có nói tới đích tới leadership độc tài đúng không? Độc tài ở trong cái leadership style đúng không? Thì nó có voting đúng không? Voting thì mọi người voting thứ nhất là anonymity, tức là tất cả mọi người đều đồng ý trong một ý kiến thôi. Có nghĩa là duy nhất đó, mọi người đều đưa đấy, majority có nghĩa là hơn 50% người đúng không? Hơn 50% người sẽ đồng ý. Và plurality tức là cái group mà lớn nhất đó, nó có thể là không chạm tới 50%, nó 30%, 40% thôi. Nhưng mà cái lấy theo cái group mà lớn nhất đó. Không có cái nào lên 50% thì nếu trên 50% mình chọn 50% đúng không? Còn nếu tất cả những cái group cái ý kiến mà đều là dưới 50% hết á thì mình chọn cái lớn nhất. Đó. Còn độc tài thì mọi người biết rồi đúng không? Chỉ một người quyết định thôi. Đó. Rồi autocratic đó thì ở những trường hợp là sẽ một người thôi đúng không? Một cái người sẽ take responsibility, một người chịu trách nhiệm để decision making thôi. Còn cái này là nhiều người chịu trách nhiệm và nhiều người nó sẽ đưa ra như thế này. Chỗ này mọi người nhớ nghe, mọi người nhớ các cái bốn cái này ha. Chủ yếu là vote trong kỹ thuật voting bốn cái này thôi. Thì trong một số câu hỏi họ sẽ hỏi cái này, họ sẽ đưa ra context là sẽ có bao nhiêu phần trăm đó người vote đó, thì mình sẽ biết được là nó nằm ở cái thai voting nào thì mình trả lời. Rồi, data presentation đúng không? Mình show ra data ra thôi. Nó sẽ có những cái brainstorming này, đúng không? Affinity diagram, nominal group technique, rồi idea, mind map, đúng không? Multi-critical decision. Đấy, nên mình sẽ đi qua dần dần. Đúng không? Nhất là cái affinity. Mọi người thấy affinity tức là mình đi theo từng group đó. Mình classify theo từng group. Ví dụ như group này, đúng không? Group này. Sau này là mọi người ý kiến đó, là ý kiến group này sẽ dán lên cái này. Đó. Cái này thường trong ở dài mình thường là làm requirement theo cái này đúng không? Đó. Affinity là theo group nha mọi người. Rồi nominal. Thì... giờ tăng sốc chỉ sợ ghê rồi. Mấy cái này thì sợ mình không đủ thời gian á, nên là hôm trước mình nói là mọi người cần phải phải học trước á. Thì mọi người có cần cái vấn đề gì thì mình cứ sẽ dừng lại, mình sẽ nói thêm thôi. Rồi. Cái này thì cũng vì mình focus vào cái việc mà nó có nằm trong nhiều trong đề thi hay không ấy. Ngày nay bắt tất nhiên là mình học như thế này, nhưng mà mọi người bắt buộc mọi người phải học, phải đọc lại tài liệu là chắc chắn rồi. Mọi người thì học cái này thì không đủ đâu. Đó, mình ở đây mình chỉ nhận mình cho những cái nào mà nó nằm ở trong đề và những cái nó liên quan tới đề nhiều nhất. Đó. Và mình sẽ cố gắng giúp mọi người dễ nhớ nhất thôi, bằng cách là phân biệt ra. Phân biệt ra thì cái này là theo từng group ấy. Mọi người thấy group như thế này đúng không? Mình sẽ dán requirement lên. Rồi rồi nominal group technique. Amino thì nó là enhance của việc brainstorming, nhưng mà với cái voting rồi mình run lên rồi mình tức là mình brainstorming đúng không? Mình biết ra được những cái nào mình chọn, mình voting những cái gì đó mà nó quan trọng nhất, rồi mình dùng mình đưa cái đó lên để mình đây mình nói là run cái most useful idea đúng không? Và để mà cho brainstorming. Priority nó. Thì mỗi cái phương pháp này sẽ có một cái lợi ích nhất định thôi. Cái này thì khả năng là mình nói tới definition thôi. Còn cái này thì mọi người mà nắm được definition thì nó cũng sẽ dễ hình dung ra cái benefit của nó. Đúng không? Ở đây nominal group. Đấy. Thì nó có các bước. Intro, rồi nói member, nói mọi người generate idea, mọi người chú ý nghe, silent idea nhé, từ mọi người kể ra tờ giấy á,
rồi bắt đầu họ bắt đầu share idea đi. Đó, share idea. Rồi bắt đầu discuss idea. Đó, discuss từng idea đó, bắt đầu là vote và grant cái idea đó. Đó, những cái nào mà đúng rồi, cái nào quan trọng thì đưa vào. Cái nào không quan trọng và không phải là requirement thì không đưa vào. Đấy. Rồi observation, đúng không? Observation thì có trường hợp mình quan sát, đúng không? Ví dụ như là job shadowing, có nghĩa là bây giờ mình muốn tìm hiểu requirement của một cái quy trình nào đó, đúng không? Quy trình của phòng kế toán đi. Thì mình tới phòng kế toán, mình quan sát, đúng không? Mình làm một cái nhiệm vụ của một ông kế toán luôn. Đó. Thì mình sẽ hiểu được cái quy trình của người làm kế toán như thế nào, đúng không? Đã gọi là observation, mình quan sát. Đó. Với mỗi role thì mình sẽ quan sát như vậy. Ví dụ như là trong phòng kế toán nó có ông admin, đúng không? Có ông staff, đúng không? Thì mình sẽ đi theo pay theo từng role đó mình quan sát. Thì ông admin khác gì, ông staff sẽ khác gì. Rồi facilitated workshop, đúng không? Facilitated là mình conduct cái workshop này thế nào cho hiệu quả để mà mình lấy cái requirement nhiều nhất. Đó. Joint application design development. À mấy cái này thì cũng không ấy đâu. Cái này toàn này. Đấy. Cách mình tổ chức cái workshop thôi. Mình conduct cái meeting như thế nào để cho nó hiệu quả nhất. Rồi mình thể hiện bằng các user story, đúng không? User story cũng là cách mà mình thể hiện requirement. Context diagram. Cái này cũng khá là quan trọng này. Context là tức là mình suy nghĩ về cái dự án á, dự án mình sẽ bao gồm những bên nào, những stakeholder nào, những process nào. Mình vẽ thường thường là cái này họ sẽ vẽ theo kiểu mà những cái khối mà mình những cái nào có thể là liên quan tới dự án. Ví dụ dự án của mình là hotel reservation và book room, đúng không? Thì mình sẽ thấy được cái contact của mình là mình có guest này, rồi mình cần phải ban ban để mà những cái khách hàng nó trả tiền, đúng không? Rồi cái phần của mình là phần room và booking với guest, khách hàng này, internal của mình này, những cái gì mà external của mình này. Đó. Thì tất cả những mình suy nghĩ trong cái dự án của mình mà có liên quan thì mình gọi là contact, contact diagram. Ảnh hưởng hai chiều, ảnh hưởng một chiều. Đó, hai chiều. Thì cái này thì nó không cần cái view technical lắm, đúng không? Nó cần cái view business. Đó. Và nó có dễ dàng mô tả hơn, đúng không? Prototype. Prototype thì mọi người biết rồi, đúng không? Một cách để mà mình lấy feedback từ requirement lớn nhất. Đó. Mọi người phân biệt được prototype và mockup này. Đó. Prototype thì nó là feedback, còn mockup là visualize. Đây mình working model để early feedback on requirement. Nó có thể là tangible, là hữu hình đấy. Đây mình làm mô hình như thế này, prototype. Rồi output thì mọi người biết không, requirement document, đúng không? Requirement document thì nó nốt là tất cả những cái là cái document mà nó nốt là tất cả những cái requirement trong việc mà collect requirement của mình về requirement của business, về stakeholder, về solution, đúng không? Về project, về transition như thế nào. Đấy. Thứ hai là cái RAM, RTM, còn là RTM là requirement traceability matrix. Cái này các bạn cũng có thể xem được cái sample của nó. Thì cái này là mình link cái đây là cái tài liệu mà nó link cái product requirement với cái deliverable để mà certify khách hàng. Và khi mỗi cái mà thay đổi change request ở trong requirement nó cũng được phải reflect, nó phải update vào cái này. Thì mình thấy là hầu hết là tất cả các cái dự án ở AppShop á, không có cái này. Đó, từ khi mà khách hàng yêu cầu á thì mình làm thôi. Mà làm cũng đúng là những dự án mà ran B rồi xuống á thì nó thường thường cái này nó ít hiệu quả. Đó. Mình có những cái tool permit nó hỗ trợ cái việc này nó tốt hơn rồi.
Không biết là anh chị đã có kinh nghiệm nào với cả RTM này chưa? Này mình thấy là bên thị trường GP là hay làm nhiều nhất đúng không? Rồi, đây là một cái requirement, một cái RTM này. Các bạn thấy, mọi người thấy này. Là có business description, thường thường ID để nó link với nhau. Đó, ID 1 thì nó link với nhau. Đó, để biết được cái deliverable là gì. Rồi, define scope. Mình collect requirement rồi đúng không? Nhưng mà không phải là requirement nào cũng 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 là mình phải làm hết. Nó scope của mình hết, có những cái nó out scope thì có những cái in scope thì mình phải define những cái in scope đó đúng không? Đó là tức là những cái gì mô tả những cái gì mà mình sẽ phải làm. Đó. Boundary nha các bạn, tức là cái biến á, những cái gì mình làm. Và mình nhưng mà những cái mình làm là mình là include. Đồng thời mình phải quy định luôn là những cái gì exclude. Exclusion ở trong cái scope statement của các bạn á, trong scope statement sẽ, các bạn sẽ có cái là in scope và là include, cái là exclusion gọi là out scope. Đấy. Đây, mọi người sẽ thấy đúng không? Bức tranh. Responsibility này, rồi validate như thế nào là statement work at show đó, mọi người thường gọi tắt là show đó, at OW. Rồi. Từ cái show này, rồi cái chapter này, macro chapter này. Đó. Mình sẽ có những cái requirement cơ bản ở mức high level mình đưa vào đây. Đó. Rồi sau đưa vào từ những cái này thì mình có WBS. Đó. Từ WBS là từ mình có deliverable này. Đó. Thì bởi vì là mình sẽ có project scope statement là tất cả những gì mô tả về scope này, description này. Mô tả về deliverable này, rồi mô tả về AC này, rồi mô tả về những cái out scope này. Đó. Nó sẽ có đây. Đó. Các deliver đây. Rồi. Cái này stream mọi người cùng dễ đúng không? Thứ nhất là từ project chapter này. Đó. Chapter rồi các cái document khác nữa. Đó. Thì mình sẽ qua bước define requirement, mình lấy được requirement ở đây. Đó bằng các tool của mình. Để rồi mình đưa ra được cái WBS. Đó, đưa ra cái scope từ cái này, mình đưa scope từ statement. Đó. Scope statement là bao gồm cái này. Nhưng cái có bốn cái mục này. Mô tả này. Deliverable này. Từ deliverable này thì đưa ra các cái thành phần trong cái WBS. Đó. Rồi, overview về cái này thì nó cũng không ghi nhiều đâu. Define scope thì nó provide cái detail understand của requirement. Tức là những gì mình làm thôi. Đó. Rồi nó define được cái inclusion và exclusion. Đó. Rồi, define scope input thì mọi người biết rồi đúng không? Input thì mình sẽ nói nhân này. Input thì project chapter mọi người là cung cấp cái high level. Cái nào là include, cái nào là exclude. Đó. Đó, in our scope rồi các document ở trong cái project mission plan scope. Project là các assumption. Các requirement document read trigger đúng không? Thì read nó cũng ảnh hưởng tới scope của mình đúng không các bạn? Đó. Mình define scope thì mình buffer là bao nhiêu tùy theo cái read. Rồi các EEF và OPA. EEF OPA đúng không mọi người? Cái này thì mình xử lý nhanh luôn ha. Rồi. Và chapter thì mọi người biết rồi đúng không? Nó là high level này. Nó có AC này. Đó. Nó có measurable objective này. Đó, nó có high level risk rồi có những cái gì approval requirement này. Thì nó đều ảnh hưởng tới cái việc mà define budget của mình hết. Đó. Rồi, scope management plan. Đó, cái scope để là mình biết được là scope mình là cái gì. Đây, thì mình có một vòng tròn như thế này. Thì mình đánh giá scope, mình define scope này. Rồi mình xem có những cái challenge nào không, new hay không. Thì mình raise lên, raise request. Rồi mình thực hiện chain iteration trên request. Rồi mình đánh giá, rồi mình đưa vào lại trong cái define scope.
update cả scope của mình. Assumption lock đúng không? Assumption là những giả định. Để mà làm được cái này thì mình phải như thế này đúng không? Để mà integration với cái third party này thì mình phải có cái POC chẳng hạn đúng không? Đó là một cái scope. Và mình sẽ đưa vào assumption lock. Assumption lock và constraint nha mọi người. Có bạn nào có thể phân biệt được cái assumption và constraint nhỉ? Mình nhờ bạn bạn kêu anh đi. Bạn team lead của nhóm 2 đi. Kêu anh còn nhỉ? Rồi, nhờ bạn Nguyên đi. Nguyên team lead nhóm nhóm 3 đi. Nguyên LT4 đi. Cái này phân biệt nha, cái này trong cái câu hỏi họ sẽ nói rất là kỹ á. Nó là constraint hay là assumption để tùy vào context của mình để mình phân biệt, mình hướng cái suy nghĩ của mình. Ok, hai bạn đều không có luôn này. Bạn Nguyên đúng không? Cái assumption đó là những cái giả định mà mình giả lập lên để cho cái những cái điều kiện mà happen ở trong dự án đúng không? Còn cái constraint thì là những cái điều kiện ràng buộc liên quan tới hợp đồng tới trong dự án, là nó có những cái điều kiện là bắt buộc là nó phải happen như vậy, phải có những cái điều kiện đó vào. Còn cái assumption đó là giả định từ từ phía của mình thôi. Rồi, đúng rồi. Tức là một phía đúng không? Đúng rồi. Để làm cái này thì ta giả định là như thế này. Điều mình kiện đầu vào. Constraint là ràng buộc từ hai phía đúng không? Ví dụ như là bắt buộc ấy. Là bắt buộc để làm được cái module này, ta bắt buộc khách hàng phải cung cấp cho ta cái license này. Rồi, cái này phân biệt cũng dễ đúng không? Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái luồng suy nghĩ của các bạn. Trong số một số câu hỏi á, nó cũng sẽ có cái này. Rồi, requirement document đúng không? Có rồi đúng không? Là chữa những cái requirement, nó là document này chữa requirement. Các bạn cần tham khảo để mà define cái budget mình cho đúng. Về risk register đúng không? Nó sẽ chữa cái cách mà mình respond. Mình raise risk như thế nào, cách respond như thế nào. Đó. Rồi cái mức độ consultant của risk như thế nào, ảnh hưởng tới scope của mình. Rồi, OTA thì mình sẽ không nói nhiều nữa hết. Rồi, Tôn test nip. Ok, Tôn thì đấy, expert judgment, đúng không? Mọi người SMB vào để giúp mình những cái analyst trong việc define budget. Data analyst, đúng không? Đó, data analyst thì mình alternative, mình phân tích những cái solution A, B, C, D, E, xem cái nào nó phù hợp. Thì mình dùng cái phương pháp đó để mà define budget của mình. Mình định giá những cái cách mà meet requirement để mình chọn thôi. Các bạn nhớ alternative là tức là mình so sánh với nhau, so sánh các cái, mình đánh giá các cái solution để chọn solution là tốt nhất. Rồi multi critical decision đúng không? Cái này thì lúc nãy mình có nói rồi. Đưa ra một cái bảng đúng không? Và có way ở nhiều cái tiêu chí, nhiều criteria để mọi người đánh giá đưa ra cái solution tốt nhất, điểm cao nhất. Facilitation thuộc dạng interpersonal và team skill, là mình conduct một cái buổi họp như thế nào, rồi mình cái cách là mình develop một cái đồng thuận giữa cái team như thế nào, đó, để final cái scope của mình như thế nào. Cách mình involve tất cả cái member mà để vào thảo luận. Đó. Rồi, anh là product analyst. Đó. Mình phân tích cái product đó cần cái gì. Đó. Cái gì, những cái gì mà có ảnh hưởng tới cái product. Đó. Ví dụ như là có những cái mà những cái product, những cái phần của product mà mình không cần làm đúng không? Nó có sẵn rồi.
Đó, thì mình dùng cái đó, mình propose cái đó thì nó cũng thuộc dạng là trong phần scope của mình define scope ha. Define scope nó không cần cái module đó, mà module đó có thể dùng review chẳng hạn. Rồi output thì nó có project scope statement, mà người chú ý cái này thôi. Còn cái này là document mình cần update. Tất cả những cái gì mà mình hoạt động trong này á, thì nó thay đổi thì mình sẽ update vào đây. Quan trọng nhất là cái project scope statement. Thì lúc trước mình có nói đó, project scope và product scope đúng không? Product scope thì nó liên quan tới feature, còn scope, project scope là tất cả những hoạt động mà làm cho project nó đạt cái requirement, cái miss expectation của khách hàng. Thằng thằng này sẽ chữa thằng này. Thằng này sẽ chữa thằng này. Rồi, output cái này là scope statement. Mọi người thấy scope statement thì nó sẽ có rất là nhiều đúng không? Nó có vừa project scope vừa có cả product scope. Scope thì nó nằm trong cái này. Thì nó có này, project description này. Rồi có những assumption của project, content của project này. In out scope của project này. Objective của project này. Ngoài ra là nó mô tả cụ thể nhất là những cái phần mục product. Mà về deliverable, về product AC, rồi description của product, đấy, rồi project scope này nó sẽ bao gồm này, deliverable này, product deliverable này gồm có WBS và dictionary, ngoài ra còn có assumption và content. Rồi đây này, đây lúc nãy mình có phân biệt assumption đúng không, và constraint đúng không đó. Mình cố gắng chốt cho hết cái này luôn nha mọi người. Rồi assumption này, assumption thì những gì mà những cái giả định của mình đúng không đó, ở mức future đúng không, còn constraint là một cái ràng buộc đó, rich đúng không, và issue đó. Risk thì nói những cái gì uncertain đúng không? Đó. Còn issue thì nó risk nó xảy ra rồi, nó đã có trong dự án là problem rồi. Nó có thể issue nó có thể đưa ra những cái tốt, nhưng có thể là không tốt. Rồi, các project nó cũng update đúng không? Tất cả những gì mà nó ảnh hưởng nó thay đổi á. Ví dụ như status holder register này, requirement document này, rồi RTM này thì cần phải được update lại ở subscription log. Ở việc update này thì nó sẽ nói chung là nó gọi là update cái OPA mọi người đó, để cho các dự án sau có thể tham khảo, hoặc là chính dự án mình tham khảo ở những kỳ phase sau. Rồi cái này thì rất là khá là dài, mình có thể mình mua sang buổi chiều mọi người nhỉ. Sáng nay thì có một số cái thuật ngữ thì mình cần phải đi lần đầu, nên là mình sẽ đi test time ở những cái đó, số term, một số cái tool chẳng hạn nữa. Nhưng mà chiều nay thì có một số cái tool nó được lặp đi lặp lại thì mình sẽ đi nhân cái đó. Ok, buổi sáng là mình sẽ end ở phần 5 này mọi người nhỉ. Rồi, thank you thầy. Ok, mình sẽ gặp lại vào lúc 1:30 đúng không mọi người? Rồi ok, hẹn gặp lại mọi người lúc 1:30 chiều nay nhé. Tại như mình nói trước, cái này thuộc dạng process nên nó hơi lì thuyết một chút. Nhưng mà mình cố gắng focus những gì mà trong đề thi nó đúng giảm nhiều nhất, và làm sao để cho các bạn dễ nhớ nhất. Rồi ok, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người.